Thiên Đạo Đồ Thư Quán, Trương Huyền. Chương 2226, Cẩu Đường Chủ nhận thua. 2. Ngô Sư siết chặt nắm đấm, trong mắt tỏa ánh sáng. Một người vô luận lại nguy hiểm, lại khó khăn cũng muốn đọc sách, chỉ riêng thái độ học tập này, hắn liền làm không được. Có lẽ, chính bởi vì nỗ lực như thế, học giỏi như vậy, mới có thành tựu của ngày hôm nay, tuổi còn trẻ, liền có được lực lượng mình cũng không cách nào bằng được. Đi vào đại môn danh sư tháp, Trương Huyền không có ngừng, chậm rãi đi lên. Danh sư tháp, lúc trước xông qua một lần, biết rõ quy tắc. Nơi này bảo tồn ý niệm, cấp bậc đều rất cao, bởi vậy không có khả năng khiêu chiến thực lực, trên cơ bản đều là khảo hạch một ít đồ vật về danh sư, tỉ như, giảng bài, nhìn người thiếu sót, chỉ điểm võ kỹ. Bởi vậy, xông cửa này, cần không phải thực lực, mà là bác học tri thức. Đây cũng là danh sư nên có. Vù vù, đi về phía trước không xa, một hư ảnh xuất hiện ở trước mắt, đúng là người thủ hộ cửa thứ nhất, danh sư đường của Thanh Nguyên Đế Quốc, 13.000 năm trước sinh ra danh sư bát tinh hạ phẩm, Triệu Chân. Tuổi còn trẻ liền xông đường, ngươi là bị ủy khuất gì? Thấy đi tới xông đường, chỉ là thanh niên 20 tuổi, Triệu Chân danh sư nhíu mày. Đường chủ đương đại, vì bảo trụ vị trí của mình, làm bẩn trong sạch của ta. Trương Huyền ôm quyền khom người, kỹ càng nói sự tình một lần. Còn có loại sự tình này, thật sự là một đời không bằng một đời, xem ra danh sư đường cần chỉnh đốn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nghe xong giải thích, Triệu Chân lắc đầu, lần nữa nhìn qua. Tuy người ủy khuất, nhưng thân là người thủ hộ danh sư đường của Thanh Nguyên Đế Quốc, không thể đơn giản cho ngươi thông qua, nếu không, người người có ủy khuất sẽ tới xông đường, uy nghiêm của danh sư đường ở đâu? Vâng. Trương Huyền gật đầu. Khảo hạch của ta rất đơn giản, chỉ điểm võ kỹ. Thấy thái độ của đối phương thành khẩn, Triệu Chân hết sức hài lòng nhẹ gật đầu. Ta thi triển một bộ võ kỹ, ngươi tìm ra chưa đủ, có thể tìm ra một chỗ, coi như thông qua. Được. Sắc mặt Trương Huyền vui vẻ. Thấy vị trước mắt này chẳng những không có khẩn trương, ngược lại tinh thần buông lỏng, vẻ mặt như chút được gánh nặng, Triệu Chân nhíu mày. Đừng tưởng rằng tìm ra một chỗ thiếu sót sẽ đơn giản, ta thân là danh sư bát tinh hạ phẩm, thi triển ra võ kỹ, tự nhiên đều là đắc ý nhất, sửa chữa qua vô số lần, cảm thấy không có vấn đề. Một chỗ thiếu sót cho dù ít, nhưng rất có thể ngay cả danh sư thất tinh đỉnh phong cũng cần tìm tới mấy ngày, mấy tháng, thậm chí mấy năm, mới có thể phát hiện. Đã biết, nhanh bắt đầu đi, ta còn phải nhanh chóng đi cửa ải tiếp theo. Trương Huyền gật đầu. Ngươi, tràn đầy không vui. Triệu Chân danh sư hất lên ống tay áo. Bản thân đường đường danh sư bát tinh, tự mình ra đề mục, tự nhiên không có đơn giản như tưởng tượng, gia hỏa này lại lỗ mãng như thế, còn muốn mau chóng đi cửa ải tiếp theo. Ngươi xác định có thể thông qua. Chiêu võ kỹ này gọi là thu phong triền ti thủ, là ta quan sát gió thu quét bay lá rụng, không cách nào bắt lấy, lại bị mạng nhện dính trụ, có cảm giác mà sáng chế ra, hiện tại ta thi triển thoáng một phát cho ngươi xem. 10 ngón tay của Triệu Chân danh sư xòe ra, từng đạo chân khí từ ngón tay bắn ra, như tạo thành mạng nhện, 4 phương 8 hướng đều bao phủ ở bên trong, nếu có người ở trước mặt, nhất định sẽ bị cuốn lấy, muốn chạy trốn cũng khó khăn. Bộ võ kỹ này của ta chưa bao giờ thi triển qua, vì vậy ngươi cũng không cần nghĩ đường ngang ngõ tắt gì, cho rằng dựa vào nói bậy, có thể lừa dối vượt qua kiểm tra. Tổng cộng 10 chiêu, một chiêu so với một chiêu lợi hại, đây là chiêu thứ nhất, Kim Ti triển tuyến. Ta thi triển xong 10 chiêu, sẽ cho ngươi 2 canh giờ, nếu như có thể tìm ra một chỗ thiếu sót, coi như thông qua, tìm không ra, liền đi ra ngoài đi. Vừa thi triển, Triệu Chân danh sư vừa nói. Bình thường xông đường, đều cho đối phương 2 ngày, ra hỏa trước mắt này tự cao tự đại, nói năng lỗ mãng, hắn trực tiếp giảm bớt đến 2 canh giờ, chính là muốn bỏ đi nhuệ khí của đối phương. Sau 2 canh giờ, chờ không phát hiện được, một lần nữa cho thời gian thư thả. Không cần thi triển 10 chiêu, cũng không cần 2 canh giờ, hiện tại ta nói. Trương Huyền lắc đầu. Hắn xông đường chỉ là bị vũ nhục tạm thời nảy ý, hiện tại muốn làm, là mau chóng khảo hạch danh sư thất tinh, nghĩ biện pháp kiếm tiền tăng lên thực lực, không có rảnh ở chỗ này chậm trễ quá nhiều thời gian. Hiện tại nói. Triệu Chân sững sờ. Hắn mới dùng 1 chiêu, muốn nói. Chẳng lẽ, 1 chiêu ngươi liền nhìn ra thiếu sót rồi hả? Bộ thu phong triền ti thủ của ngươi, nhìn xem không tệ, có lẽ ở trong thánh vực trung kỳ cũng sắp xếp gần phía trước,
sau khi luyện thành, xuất thủ quấn quanh, địch nhân khó có thể đào thoát. Bất quá, thiếu sót cũng rất nhiều, ta vừa nhìn thoáng qua, thô sơ giản lược tính toán, đại khái. Có 37 chỗ thiếu sót cùng lỗ thủng. Trương Huyền mở miệng. 37 chỗ. Khuôn mặt của Triệu Chân trầm xuống. Ta 10 chiêu võ kỹ mới dùng một chiêu, có thể nhìn ra khuyết điểm hay không còn không biết, há miệng ra 37 chỗ. Trong nháy mắt, trong lòng đối với gia hỏa sông đường này đã không có một tia hảo cảm. Đúng vậy. Không nhìn ra sắc mặt hắn thay đổi, Trương Huyền còn tưởng rằng đối phương không tin, cảm thán một tiếng. Sáng tạo võ kỹ, cần thực tế mài giũa, cùng người chiến đấu mới có thể phát huy uy lực lớn nhất, người không có truyền thụ cho người khác, cũng không có mài giũa, chỉ có 37 chỗ sai lầm, nói thật, cũng xem như không tệ. Ngươi, ý thức của Triệu Chân bị tức giận đến liên tục lắc lư, thiếu chút nữa không kháng trụ được tan vỡ. Vậy ngươi nói cho ta một chút, có 37 chỗ nào? Nói không nên lời, có tin ta một tát quất chết ngươi hay không? Chương 2227, sông đường thành công. 1. Như thế nào, nói ngươi sai, còn không tin. Vậy thì hiện tại ta nói cho ngươi một chút. Thấy bộ dáng đối phương, rõ ràng sai nhiều như vậy, còn không biết học hỏi, Trương Huyền hơi không vui, trong giọng nói mang theo mùi vị giáo huấn. Trước tiên là nói về thiếu sót lớn nhất, bộ thu phong triền ti thủ này, xem gió thu quét lá mà sáng chế, gió thu mang theo khí thức tiêu sát, mà ngươi chỉ có quấn quanh, không có ý cảnh, hữu lực vô ý, là vì hư nhược, cố ý vô lực, là vì không. Nếu như chỉ là võ kỹ linh cấp, không có thì thôi, nhưng thân là tuyệt chiêu chỉ cường giả thánh vực mới có thể thi triển, lại ngay cả ý cảnh cũng không có, dĩ nhiên rơi xuống hạ phẩm. Cái này, Triệu Chân sững sờ. Võ kỹ thánh vực, cũng có không cần ý cảnh có thể thi triển, bất quá có ý cảnh lại càng dễ lĩnh ngộ, uy lực cũng càng mạnh mẽ. Cẩn thận nói tiếp, đúng là một thiếu sót. Lúc trước sáng chế chiêu này, vừa mới khảo hạch xong danh sư bát tinh, chứng kiến gió thu cuốn hết lá vàng. Chẳng những không có điều hưu, ngược lại tâm mang sung sướng, lúc này mới dẫn đến uy lực chiêu này rất lớn, nhưng không có ý cảnh. Thiếu sót thứ hai, chiêu kim ti chiến tuyến này phóng thích chân khí quấn quanh đối thủ, hoàn toàn chính xác có thể làm cho đối phương tay chân trói buộc, nhưng mà cũng chỉ nhằm vào một ít đồng cấp, hoặc là cao thủ bình thường, nếu như là ta, chân khí đâm vào nơi đây. Thân thể Trương Huyền khẽ động, bàn tay lăng không chảo một cái, đầu ngón tay bắn ra chân khí. Tựa như bao phủ toàn bộ sợi tơ ở bốn phía. Ngươi, con mắt của Triệu Chân trợn tròn. Chiêu này của hắn chưa bao giờ truyền ra, chỉ ở trước mặt đối phương thi triển một lần, liền học được. Không thể nhanh như vậy à? Không đúng, chiêu này của ngươi cùng vừa rồi ta thi triển có chút không giống. Đột nhiên sững sờ, vội vàng cắt ngang động tác của Trương Huyền. Chiêu này của đối phương cùng của hắn, cho dù thoạt nhìn giống như đúc, nhưng có thay đổi rất nhỏ. Là không thể gạt được người sáng tạo như hắn. À, cảm thấy chiêu này của ngươi quá bỏ đi, nên cải biến thoáng một phát. Trương Huyền khoát tay áo. Không nên cắt ngang ta, nghe ta nói xong. Quá rác rưởi, tùy tiện cải biến thoáng một phát. Thân thể run lên, ý thức của Triệu Chân lần nữa lắc lư, vội vàng nhìn thanh niên thi triển chiêu số, bề ngoài giống như. Hoàn toàn chính xác còn tốt hơn hắn, uy lực càng mạnh hơn nữa. Phần phật. Đang khiếp sợ, chỉ thấy đối phương duỗi tay ra, nhẹ nhàng vỗ một chút. Dầm ào ào. Toàn bộ mạng lưới chân khí, như bị đánh trúng tiết điểm quan trọng nhất, thời gian nháy con mắt cuộn mình chung một chỗ, chân khí tuôn ra như bị sợ hãi, cấp tốc bay trở về. Kim ti chiến tuyến, lại để cho chân khí cùng địch nhân đụng vào, liền tự động co rút, cho dù có thể làm địch nhân không cách nào đào tẩu, nhưng mà thiếu sót cũng hết sức rõ ràng, một khi chỗ mệnh môn này bị phát hiện. Chỉ cần đối phương nhẹ nhàng chỉ một cái, sẽ khiến chân khí bắn ngược, gây ra cắn trả. Như vậy chẳng những không có đả thương người, trước chơi chết mình rồi. Đồng tử của Triệu Chân co rụt lại. Chiêu này hoàn toàn chính xác có thiếu sót đó, nhưng mà có thể liếc thấy ra thiếu sót ít nhất cũng phải đến bát tinh trung phẩm thậm chí thượng phẩm. Loại danh sư này, hắn không có khả năng dùng chiêu đó tới đối công A. Chiêu thứ hai, tuyến quyển phong vân, một đạo tơ bạc bắn ra, khống chế đại thế bốn phía. Đối với người có tác dụng khống chế, nhưng mà nếu như đối phương cầm binh khí trong tay, có thể đơn giản chặt đứt, không chỉ có thể thuận lợi đào tẩu, còn sẽ làm bị thương đến thần hồn của ngươi. Trương Huyền tiếp tục nói. Chậm đã. Thân thể Triệu Chân nhoáng một cái. Bề ngoài giống như, ta còn không có thi triển qua chiêu thứ hai, cũng không nói qua, làm sao ngươi biết tên,
hơn nữa còn biết rõ thiếu sót. Đã nói không được cắt ngang ta, chiêu số đơn giản như vậy, chứng kiến một chiêu, suy diễn ra cũng không khó. Trương Huyền có chút không kiên nhẫn khoát tay áo. Chiêu thứ ba, Lạc Diệp Thiền Minh, mùa thu âm thanh ve sầu lạnh lẽo, chiêu này là sóng âm công kích, thiếu sót nhiều nhất, 37 chỗ, chiếm trọn vẹn 8 chỗ, theo thứ tự là. Lời của hắn êm tai nói ra, mỗi một chỗ đều nói cực kỳ cẩn thận, khuyết điểm trong võ kỹ, pháp môn vận dụng, cùng với phương pháp phá giải, toàn bộ miêu tả kỹ càng, nghe xong vài câu, Triệu Chân đã biết rõ, nói đều đúng, giống như ở trong võ kỹ này lắng đọng không biết bao nhiêu năm. Khóe miệng co giật, chỉ cảm thấy toàn thân suy yếu, Triệu Chân tùy thời có thể tan vỡ. Nếu không phải danh sư bát tinh, tâm cảnh trầm ổn, chỉ sợ sớm đã điên rồi. Chỉ nhìn hắn tu luyện một chiêu, không chỉ đẩy diễn chiêu số đằng sau, ngay cả tên cũng giống như đúc. Như thế nào cảm giác mình đang nằm mơ vậy? Tốt rồi, đây chính là thiếu sót ta nói, đã nghe hiểu chưa? Biết rõ sai lầm chưa? Đang khiếp sợ không biết làm sao, chợt nghe thanh niên nói, trong giọng nói mang theo quát lớn. Biết sai rồi, lần sau không dám nữa. Thuận miệng trả lời, mới nói phân nửa, sắc mặt của Triệu Chân nghẹn đỏ lên. Gia hỏa này thay vào nhân vật lão sư, kết quả mình theo quán tính mang vai đệ tử. Hắn là lão tổ hơn một vạn năm trước, hơn gia hỏa trước mắt này không biết bao nhiêu thế hệ. Khục khục, nói phân nửa liền ngừng lại, vẻ mặt Triệu Chân ảm đạm. Đừng nói nữa, ngươi vượt qua kiểm tra rồi. Vượt qua kiểm tra, xem ra ngươi còn không có ý thức được sai lầm của mình, thân là danh sư của danh sư Đường Thanh Nguyên đế quốc, được không biết bao nhiêu người kính ngưỡng, thái độ học tập có thể như vậy sao? Trương Huyền nhíu mày. Ta đã thấy rất nhiều đệ tử, ngươi coi như là kém nhất ta đã thấy, một chút cũng không chú tâm. Triệu Chân phát điên. Ta là người khảo hạch, lúc nào thành đệ tử của ngươi rồi hả? Ba. Vẻ mặt tràn đầy phiền muộn, rút cuộc không kiên trì nổi, ý thức lắc lư, trong nháy mắt biến mất. Ai? Chương 2228, sông đường thành công. 2. Chứng kiến ý thức của đối phương biến mất, Trương Huyền lắc đầu. Còn danh sư bát tinh, một chút khí độ CS không có. Khó trách toàn bộ Thanh Nguyên đế quốc đều chướng khí mù mịt, danh sư đường càng cực kỳ lộn xộn. Biết rất rõ ràng ta bị ủy khuất, còn không lập tức cho đi. Không nói chết ngươi thì nói người nào. Dù sao cũng là tới đây sông đường, vậy sông các ngươi tâm phục khẩu phục. Ngoài danh sư tháp, tầng thứ hai đèn sáng, nói rõ Trương sư gặp Triệu Chân danh sư. Ngẩng đầu nhìn trong tháp cao để lộ ra ngọn đèn, trong lòng Ngô sư phỏng đoán. Triệu Chân danh sư, nắm giữ võ kỹ đạt đến tình trạng nghe rợn cả người, hắn khảo hạch võ kỹ, coi như là Trương sư có thể thông qua, sợ rằng cũng phải tiêu phí không ít thời gian. Thân là danh sư đường phó đường chủ, ở chỗ này chờ đợi không dưới mấy trăm năm, hết sức quen thuộc cửa ải danh sư tháp, còn nhìn thấy tận mắt. Vù vù. Đang tính toán, chỉ thấy ngọn đèn tầng thứ hai lập tức phá diệt. Sông danh sư tháp, gặp được cửa khẩu, sẽ tự động thắp sáng, một khi thông qua, ngọn đèn sẽ tắt. Cái này, thông qua được. Nhìn không được sững sờ. Vừa rồi còn đang suy nghĩ, coi như có thể thông qua, khẳng định cũng cần tiêu phí không ít thời gian, nằm mơ cũng không nghĩ đến. Nhanh như vậy. Nhiều nhất 3 phút, liền thông qua. Đường đường danh sư bát tinh. Làm sao sẽ dễ dàng thuyết phục như vậy? Hả, mau nhìn, lại sáng. Không biết người nào hô một câu. Ngẩng đầu nhìn lên, Ngô sư sửng sốt. Chỉ thấy tầng thứ hai vừa mới tắt đèn, chẳng biết tại sao đột nhiên lại sáng lên. Đèn sáng, đại biểu không có vượt qua kiểm tra, chẳng lẽ? Trương sư không có thông qua? Không đúng, đây là ngọn đèn của Hàn sư ở tầng thứ ba, màu sắc không giống. Đang kỳ quái khó hiểu. Chợt nghe thanh âm của cầu đường chủ vang lên. Vội vàng nhìn lại, Ngô sư quả nhiên cũng phát hiện không đúng. Lần này ngọn đèn sáng lên, hoàn toàn chính xác có chút bất đồng, lúc trước màu da cam, lần này lại là màu trắng sữa. Đây là cửa ải Hàn sư thủ, không sai a, Hàn sư là danh sư 8.000 năm trước đi ra, tuy là bát tinh hạ phẩm, nhưng so với Triệu sư thì cường đại hơn không ít, vốn chấn thủ tầng thứ 3, như thế nào xuất hiện ở tầng thứ 2. Thanh âm của cầu đường chủ tiếp tục vang lên. Ngô sư nhíu mày. Những người khác cũng có chút kỳ quái. Dưới tình huống bình thường, đơn thuần xông cửa, chỉ cần thông qua, sẽ dập tắt, vị trí cửa khẩu sẽ không di động. Cũng có chút khó hiểu, cầu đường chủ nói một nửa, thân thể đột nhiên cứng đờ,
trong mắt tràn đầy không thể tin được. Chẳng lẽ, ý thức của Triệu Sư ở cửa thứ hai tiêu tán? Ý thức tiêu tán? Phải, truyền thuyết nói ý thức tổ tiên trấn thủ danh sư tháp, một khi tiêu tán, danh sư thủ hộ cửa khẩu phía trên sẽ tự động tới đây thay thế. Yết hầu của cầu đường chủ phát khô. Chỉ là sông đường, nhiều nhất khảo hạch thoáng một phát, ý thức làm sao sẽ tiêu tán. Tổ tiên đối phó sông đường, nhiều nhất khảo hạch, chỉ cần có thể thông qua, sẽ không quá khó xử. Ý thức tiêu tán, đến cùng xảy ra chuyện gì? Đang không biết làm sao, chỉ thấy quang mang bạch sắc lắc lư một cái, trực tiếp biến mất, ngay sau đó, một hào quang màu lam nhạt ở tầng thứ hai sáng lên. Ý niệm của Hàn Sư cũng đã biến mất. Cẩu đường chủ lần nữa ngẩn ngơ, đột nhiên mãnh liệt nhảy dựng lên. Nguy rồi, nhanh ngăn cản Trương Sư tiếp tục. Danh sư đường của Thanh Nguyên Đế Quốc, hơn một vạn năm qua, tổng cộng chỉ ra mấy vị cường giả này, để lại vài đạo ý niệm, một khi tất cả đều biến mất, danh sư đường chúng ta thật sự xong đời. Những ý niệm tiền bối này, lưu lại danh sư tháp, bọn hắn đạt tới đỉnh phong, nếu có cái gì không hiểu, còn có thể học tập. Tất cả đều biến mất, danh sư đường cái gì cũng không có, thật sự tương đương với triệt để xong đời. Ngăn cản, Trương Sư xông đường, hơn nữa tổng bộ đồng ý. Dựa theo tình huống bình thường, là không cho phép ngăn cản. Ngô Sư sửng sốt một chút, hiểu rõ tính nghiêm trọng của sự việc, tràn đầy sốt ruột, nhưng cũng biết quy củ, vội vàng nói. Ta biết không có thể ngăn cản, vậy chúng ta nhận thua còn không được sao? Cẩu đường chủ sắp khóc. Danh sư đường của Thanh Nguyên Đế Quốc chúng ta nhận thua, thừa nhận hắn xông đường thành công, có lẽ có thể ngăn cản. Cẩu đường chủ khẽ đảo cổ tay, lấy ra lệnh bài đại biểu đường chủ. Bàn tay dựng thẳng lên, cắn nát đầu ngón tay, mãnh liệt đưa vào. Ô, ô, ân. Một đạo hào quang bắn thẳng đến bầu trời. Ầm ầm. Ngay sau đó một cỗ lực lượng khổng lồ từ trong danh sư đường bốc lên, làm cho người ta cảm giác uy áp đậm đặc. Một thanh âm hùng vĩ chậm rãi vang lên. Danh sư đường của Thanh Nguyên Đế Quốc thừa nhận Trương Huyền xông đường thành công, chủ động nhận thua, mời đình chỉ xông đường. A, à, không cần, đã xông xong rồi. Tiếng nói còn không có chấm dứt, chợt nghe két, một tiếng, Trương Huyền từ trong danh sư tháp đi ra, vẻ mặt nghi hoặc. Danh sư tháp này của các ngươi, đến cùng xảy ra chuyện gì vậy, sao tất cả người khảo hạch, đều chạy đến tầng thứ hai làm gì? Chương 2229, danh sư thất tinh. 1. Chứng kiến bộ dạng này của hắn, cẩu đường chủ lần nữa thổ huyết, phiền muộn sắp điên rồi. Lần này nhất định là không có biện pháp an ổn về hưu. Nhiều ý niệm tổ tiên bị chỉnh không còn như vậy, đường chủ làm đến như hắn, cũng coi như người thứ nhất từ trước tới nay. Trương sư xông đường thành công, có thể đưa ra bất luận yêu cầu gì, chỉ cần không vi phạm đạo nghĩa danh sư đường của Thanh Nguyên Đế Quốc chúng ta, nguyện ý như thiên lôi sai đâu đánh đó, cúi đầu lĩnh mệnh. Nghẹn không biết bao lâu, lúc này cẩu đường chủ mới nhịn xuống phiền muộn, ôm quyền khom người, thái độ không có ngạo mạn như lúc trước. Từ trước tới nay, chỉ có ba vị xông đường thành công, không nghĩ tới lại để cho hắn bắt thêm một cái. Điền Thanh phó đường chủ liên hợp Trung Thanh Vương, mưu hại danh sư. Càng cố ý tiết ra cơ mật của danh sư, dẫn đến dị linh tộc đột kích, hại chết vô số danh sư. Tội ác tày trời, không thể dung thứ, ta hy vọng danh sư đường của Thanh Nguyên Đế Quốc có thể lập tức tra rõ. Trương Huyền nói. Vâng. Cẩu đường chủ gật đầu, đang muốn nói chuyện, đột nhiên nhướng mày. Điền Thanh phó đường chủ đâu? Vừa rồi vị điền phó đường chủ này vẫn ở bên cạnh hắn một tấc cũng không rời, như thế nào thời gian nháy con mắt đã không thấy tăm hơi. Bẩm báo đường chủ, phó đường chủ nói có việc rời đi rồi. Một vị danh sư vội vàng tiến lên. Nguy rồi. Đồng tử co rụt lại, cẩu đường chủ vội vàng phân phó. Lập tức tìm cho ta. Dầm ào ào. Rất nhiều danh sư lập tức xông ra ngoài, không lâu sau tất cả đều bay trở về. Từng cái sắc mặt khó coi. Đường chủ, điền sư rời đế đô, không biết đi nơi nào. Thân thể run lên, sắc mặt của cẩu đường chủ xanh mét. Vừa rồi Trương sư xông danh sư tháp, quá mức khiếp sợ, không có chú ý ra hỏa này, nằm mơ cũng không nghĩ đến, lại thừa cơ chạy thoát. Xem ra, hắn nhìn ra Trương sư sắp xông đường thành công, tùy thời bị bắt, nên không dám dừng lại. Ta xông đường mục đích là bởi vì bị đối phương oan uổng. Biết rất rõ ràng một khi thành công, hắn nhất định sẽ trốn, lại không sớm làm ra chuẩn bị. Ngươi làm đường chủ, làm còn có ý nghĩa gì? Sắc mặt Trương Huyền khó coi. Mình và danh sư đường mâu thuẫn nằm ở trên đầu Điền Thanh,
mặc kệ có thể xông đường thành công hay không, đối phương cũng khó thoát tội trạng. Loại tình huống này, không phái người trông giữ, tùy ý đối phương qua lại tự nhiên, ngu sao không trốn. Danh sư thất tinh đỉnh phong, thật muốn che giấu mà nói, trừ khi dùng minh lý chi nhãn, lần lượt tìm tòi, nếu không, căn bản là tìm không ra. Ta, sắc mặt của cầu đường chủ đỏ lên. Thật không nghĩ tới vị trước mắt này có thể xông đường thành công, hơn nữa nhanh như vậy. Tự nhiên không kịp phản ứng. Hạ lệnh truy nã của danh sư đường, bắt Điền Thanh, dám phản kháng, giết bất luận tội. Nắm đấm siết chặt, cầu đường chủ quay đầu phân phó. Vâng, một vị danh sư quay người rời đi. Danh sư truy nã lệnh, là lệnh bắt cấp bậc cao nhất của cả đại lục, một khi phát ra, tất cả đế quốc, vương quốc. Danh sư đường trong phạm vi toàn bộ Thanh Nguyên đế quốc đều nhận được tin tức, vô luận là người nào, chỉ cần phát hiện, thông báo có thể đạt được ngợi khen. Có thể nói, ở dưới lệnh truy nã này, trừ khi một mực cải biến thân phận, không bại lộ thực lực, nếu không, tất nhiên khó có thể đào thoát. Cầu Thiên Trạch ta xử sự bất công, phụ lòng danh sư đường tín nhiệm, từ hôm nay trở đi, từ đi chức vụ danh sư đường đường chủ, chờ tổng bộ phái người đến đây xử lý. Còn vị trí đường chủ, tạm thời do Ngô sư thay thế. An bài xong, cầu đường chủ lấy lệnh bài đại biểu thân phận ra, đưa tới. Trong nháy mắt, như già mấy trăm tuổi, không có nửa điểm khí lực. Ở vị trí đường chủ, chờ đợi trọn vẹn 500 năm, tận tâm tận lực, nằm mơ cũng không nghĩ đến sẽ lấy loại phương thức này chấm dứt. Biết rõ nếu như đối phương đào tẩu, muốn bắt đã không dễ dàng như vậy, Trương Huyền lắc đầu, không hề xoắn xuýt, ngẩng đầu nhìn Ngô sư. Ngô sư, đây là chức nghiệp phụ tu của ta, đã đầy đủ, muốn xin danh sư thất tinh. Nói xong, đưa tới huy chương chức nghiệp phụ tu thất tinh. Nhìn thoáng qua, Ngô sư nhẹ gật đầu. Trương sư chờ một lát, ta sẽ báo cáo tình huống của ngươi cho tổng bộ, khả năng cần tiêu phí một ít thời gian. Không nóng nảy, vừa vặn không có việc gì, ta đi tàng thư khố nhìn xem. Trương Huyền lên tiếng. Mặc dù hắn có kinh nghiệm thăng cấp đế quốc, nhưng muốn xin huy chương thất tinh. Khẳng định còn cần quá trình phải đi, có Ngô sư chủ trì, có lẽ vấn đề không lớn, cũng không cần phải quan tâm, chờ phiền toái, còn không bằng thừa cơ đi xem sách. Tuy đã có tư cách thành danh sư thất tinh, nhưng thư tịch về danh sư thất tinh, còn có bao giờ xem qua. Đây là lệnh bài của ta, Trương sư cầm trong tay, ở tàng thư khố có thể tùy ý quan sát. Ngô sư nói, xông đường thành công, tất cả danh sư của danh sư đường không phải là đối thủ. Đạt được huy chương là sự tình ván đã đóng thuyền, không thể nghi ngờ, bởi vậy, sớm cho hắn lệnh bài, để đối phương đi vào đọc sách, cũng không tính không tuân theo quy định. Ân, tiếp nhận lệnh bài, Trương Huyền không nói thêm lời, ở dưới một vị danh sư dẫn dắt, đi về phía tàng thư khố. Tàng thư khố của danh sư đường Thanh Nguyên đế quốc, không chỉ có tất cả thư tịch tương quan với danh sư, còn có rất nhiều chức nghiệp phụ tu, lúc trước nhìn thư tịch thư họa sư, giám bảo sư, thình lình đều có ở đây. Danh sư, chú ý đúng là bác học, số lượng thư tịch nhiều, không biết bao nhiêu, xem trọn vẹn một ngày, mới ghi chép toàn bộ vào trong đầu. Chương 2230, danh sư thất tinh. 2. Xem hết tri thức danh sư, đi vào chỗ tra cứu phụ tu, trong đó siêu tập thư tịch khải linh sư, ma âm sư, luyện đan sư, y sư, thư họa sư, thuần thú sư, kinh hồng sư, trận pháp sư, giám bảo sư, thiên công sư cũng ghi chép vào đầu. Loại thư tịch chức nghiệp phụ tu của danh sư đường, mặc dù không có kỹ càng, cao thâm như công hội, nhưng đối với Trương Huyền mà nói, chỉ cần số lượng đầy đủ là được, cao thâm hay không không quan trọng. Học được toàn bộ thiên đạo công pháp thất tinh, từ chiến sư đường đi ra đã là 3 ngày sau. Trương sư, đây là huy chương đẳng cấp của ngươi. Vừa đi ra tàng thư khố, Ngô sư liền tiến lên đón. Nhìn thoáng qua, Trương Huyền nhẹ nhàng thở ra. Từ giờ trở đi. Rút cuộc thành danh sư thất tinh rồi. Một năm trước, hắn ngay cả chức nghiệp danh sư là gì cũng chưa nghe nói qua, chỉ là lão sư ở Thiên Huyền Vương quốc sắp bị khai trừ, mà bây giờ dĩ nhiên đạt tới thất tinh, đã thành một thành viên đỉnh phong của đại lục, ngẫm lại cũng làm người thổn thức. Trương sư, bây giờ Điền Thanh còn không có tung tích, bất quá ngươi yên tâm, ta đã báo cáo kỹ càng chuyện này đến tổng bộ cũng đã phái người xuống, không có gì bất ngờ xảy ra, trong nửa tháng có thể đến. Ngô sư nói tiếp, ân, Trương Huyền gật đầu. Điền Thanh thấy mình xông đường thành công, tất nhiên sẽ đào tẩu, trừ khi người danh sư tổng bộ tới, mượn nhờ pháp bảo đặc thù, nếu không muốn tìm được, hầu như không thể nào. Trung Thanh Vương đâu, có bắt trở lại hay không?
hắn bị giam giữ ở trong danh sư đường, bất quá cái gì cũng không nói. Ngô sư nói, trước giam giữ, lúc trước ta bảo ngươi khen ngợi Trần Chiết, đã làm thế nào? Sau khi Trần Chiết chết, Trương Huyền lại để cho Ngô sư tiến hành khen ngợi, mà không phải phê phán, còn chưa bắt đầu liền xông đường, hiện tại Ngô sư trưởng quản quyền hành lần nữa, có lẽ đã hoàn thành. Dựa theo ngươi phân phó, sáng hôm nay đã mở đại hội khen ngợi, nói hắn vì nhân tộc làm ra cống hiến cực lớn, cung cấp tư liệu rất kỹ càng. Ngô sư vội vàng gật đầu. Vậy là tốt rồi, hiện tại mang mấy danh sư thực lực mạnh mẽ, cùng ta chung một chỗ, có thể trực tiếp đi bắt Điền Thanh phó đường chủ rồi. Nghe hắn an bài xong, Trương Huyền cười cười nói. Trực tiếp đi bắt, đi nơi nào? Ngô sư sững sờ. Rất đơn giản, đi tới nhà Trần Chiết mai phục, không có gì bất ngờ xảy ra, buổi tối hôm nay, tất nhiên có người đến tìm hiểu. Trương Huyền gật đầu. Đêm nay đến tìm hiểu, Trương sư ý tứ là, Trần Chiết nắm giữ bí mật gì của Điền Thanh. Ngô sư nhíu mày, rất nhanh thì hiểu được. Trần Chiết là đệ tử của Điền Thanh, đang ở trong quá trình thẩm tra, vô duyên vô cớ chết, hiện tại Điền Thanh lại đào tẩu. Muốn nói cả hai không quan hệ, hắn cũng không tin. Ta cũng không biết, chỉ là hai ngày nay đọc sách, đột nhiên sinh ra một phỏng đoán, Trần Chiết này, nếu không nắm giữ bí mật, không có khả năng bị người diệt khẩu. Hiện tại ngươi ở trước mặt mọi người khen ngợi, mặc dù đối phương sẽ sinh ra hoài nghi, nhưng hắn không dám đánh bạc. Trương Huyền cười nói, ta biết rõ, hắn có khả năng nắm giữ bí mật gì, nhưng hiện tại Điền Thanh đã là chuột chạy qua đường, một khi bị bắt, thấp nhất cũng bị tước đoạt thân phận danh sư, đã như vậy, không cần phải vì một tí cái gọi là bí mật mà mạo hiểm a. Ngô sư khó hiểu, bây giờ Điền Thanh giống như tội phạm phạm vào tử tội, dù sao cũng là trừng phạt nặng nhất. Chắc chắn sẽ không chú ý nhiều hơn mấy tội. Đã như vậy, coi như chỗ Trần Chiết có chút bí mật, cũng không thể làm cho đối phương tới. Vậy phải xem Trần Chiết đến cùng nắm giữ bí mật nhiều ít. Trương Huyền nói, sở dĩ Trần Chiết bại lộ, là vì đi chỗ Trương Dẫn Khâu lấy tin tức, kết quả, danh sư đường không biết, dị linh tộc biết. Nếu như tin tức hắn biết rõ, quan hệ đến dị linh tộc, hoặc là lối đi bí mật đặc thù thì sao? Cái này... Thân thể Ngô sư cứng đờ, không thể tin được. Trương sư, có phải phát hiện cái gì hay không? Trước mắt chỉ là suy đoán, còn không thể xác định. Trương Huyền lắc đầu. Hai ngày nay, hắn không chỉ đọc sách học tập, thuận tiện cũng cân nhắc qua các sự tình. Suy khi suy diễn, quả nhiên phát hiện không đúng. Dị linh tộc, từ chỗ Trần Chiết biết tin tức, muốn nói Điền Thanh không biết, là tuyệt đối không có khả năng. Thân là danh sư đường phó đường chủ. Tin tức tiết ra cho dị linh tộc. Cũng không truy cứu, bản thân đã rất kỳ quái. Tốt, ta sẽ đi triệu tập ngay bây giờ. Biết rõ Trương sư nói như vậy, nhất định là đã biết mấy thứ gì đó, Ngô sư vội vã rời đi, không lâu sau, dẫn theo 5 vị danh sư tới. 4 vị đều là trưởng lão danh sư đường, một vị khác là người quen biết cũ, Trương Cửu Tiêu. Mặc dù Trương Cửu Tiêu ở trước mặt Trương Huyền, không chịu nổi một kích, bị đánh tìm không thấy Đông Nam Tây Bắc. Nhưng thực lực chân chính không thể khinh thường, hơn nữa trên người có rất nhiều pháp bảo, nếu không giảng cứu quy tắc, chỉ sợ Ngô sư cũng chưa hẳn có thể là đối thủ. Trước đừng có gấp, trời tối chúng ta lại động thủ. Trương Huyền cười cười. Tốt, mọi người đồng thời gật đầu. Trải qua sông đường, tất cả mọi người đối với vị trước mắt này, đã bội phục đầu dạp xuống đất, hiện tại uy tín của Trương Huyền, ở danh sư đường còn hơn cả Ngô sư. Chương 2231 bắt. 1. Thanh Nguyên Thành, trong một tử quán, mấy người ngồi ở trong đó, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía một phủ đệ cách đó không xa. Trương sư, đây là chỗ ở của Trần Chiết. Ngô sư lặng lẽ truyền âm. Khi trời tối, bọn hắn liền đến nơi này, có danh sư đường sớm an bài, không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Ân. Thần thức lan tràn, phủ đệ cách đó không xa đều ở trong đáy mắt. Thần thức của người khác, cho dù là Ngô sư. Cũng chỉ có thể lan tràn 400 thước, mà Trương Huyền, phạm vi 2.500 thước, chung quanh chỉ cần có gió thổi cỏ lay, đều có thể sớm biết trước, căn bản không cần ẩn núp đến trong nhà của Trần Chiết. Cái phủ đệ này xây dựng ngược lại rất xa hoa, rất chắc chắn. Quét một vòng, Trương Huyền cảm khái. Trần Chiết này, ở trong mắt hắn không có danh khí gì, cũng không hiển sơn lộ thủy, trên thực tế là danh sư lục tinh đỉnh phong không thể thật hơn, càng là học sinh thân truyền của phó đường chủ. Toàn bộ đế đô, cũng coi như là thân phận tương đối cao quý. Bởi vậy phủ đệ của hắn, các
Các loại trận pháp bố trí rậm rạp chằng chịt, thậm chí có đạt đến thất tinh, lắp đặt thiết bị so sánh với phủ thân vương, cho dù xa xa không bằng, nhưng so với gia tộc bình thường thì mạnh hơn nhiều lắm. 5 bước một lầu, 10 bước một các, hành lang đan xen. Không biết Ngô sư dùng phương pháp gì, cả phủ đệ cũng không vì Trần Chiết chết mà gây ra động tĩnh quá lớn, ngược lại cực kỳ bình tĩnh. Trương sư, chúng ta cần sớm làm mấy thứ gì đó không? Ngô sư trầm tư một lát, nói. Theo ta được biết, điền thanh này có một thanh thánh khí trung phẩm, cấp bậc khả năng không bằng kim nguyên đỉnh, lại có thể dung hợp với thực lực của hắn, càng tăng thêm sức mạnh, phát huy ra sức chiến đấu rất mạnh. Không cần sớm chuẩn bị quá nhiều, vạn nhất đối phương phát hiện, trốn đi, chúng ta liền phiền toái. Trương Huyền lắc đầu. Sớm chuẩn bị tự nhiên tốt nhất, chỉ là phủ đệ của đối phương bố trí đủ loại trận pháp, mai phục càng nhiều danh sư, động tĩnh như vậy quá lớn, vạn nhất con cá không mắc câu, ngược lại sẽ phiền toái. Vậy, Ngô sư có chút bận tâm. Không cần lo lắng, thực lực của hắn coi như rất mạnh, chỉ cần không có vượt qua cẩu đường chủ. Chúng ta tự bảo vệ mình sẽ không có vấn đề, đến lúc đó động tĩnh náo lớn, hoàn toàn có thể truyền tin người chiến sư đường đến. Trương Huyền nói, vị điền thanh này hắn đã giao thủ qua, không phải là đối thủ của mình, cho dù có pháp bảo gì lợi hại, nhóm người mình tự bảo vệ không có vấn đề, thật sự không được, lại để cho hình đường chủ dẫn người tới, tinh nhuệ của chiến sư đường ra hết, coi như đối phương là cường giả xuất khiếu cảnh chính thức, ở chỗ này cũng khó trốn vẫn lạc. Cũng đúng. Gật gật đầu, Ngô sư nhẹ nhàng thở ra. Biết có thể sẽ gặp đại chiến, mọi người vừa quan sát vừa tu luyện, điều chỉnh trạng thái của mình đến đỉnh phong. Đợi không biết bao lâu, ánh trăng có chút tây hạ, đột nhiên Trương Huyền đứng dậy. Đến rồi. Đám người Ngô sư sững sờ. Bọn hắn vô luận ánh mắt hay thần thức cảm ứng, đều không có vật gì, tìm không thấy nửa cái bóng người, cái gì đã đến. Đã đi vào phủ đệ. Thấy bọn họ khó hiểu, Trương Huyền lắc đầu. Từ dưới đất tới, dưới mặt đất, mọi người cực kỳ bất khả tư nghị nhìn qua. Dưới mặt đất, thần thức khó có thể xuyên thấu, như vậy cũng có thể phát hiện. Đối phương cực kỳ cẩn thận, theo sát phách phủ đệ, lặng lẽ lẻn vào, không biết dùng bí pháp gì, chui xuống dưới đất, tuy động tác rất nhỏ, bất quá. Ta sớm liền phát hiện thân ảnh của hắn, hiện tại tới bắt rùa trong hũ A. Trương Huyền nhẹ nhàng cười cười. Loại thủ đoạn chui xuống dưới đất này. Ban đầu ở Tĩnh Viễn Thành Độc Điện đã gặp một lần, là tuyệt chiêu am hiểu nhất của Thanh Điền Thập Đại Vương giả. Thổ Diệp Vương. Chính bởi vì gặp qua, thời điểm thần thức của hắn lan tràn, tình huống dưới mặt đất cũng lặng lẽ quan sát, vừa vặn thấy được một màn này. Tốt. Mọi người đứng dậy, bay ra cửa sổ, bay về phía phủ đệ, đi vào chính giữa sân nhỏ, Trương Huyền ý bảo mọi người lặng lẽ trốn ở bốn phía, bản thân thì đến một chỗ, nhẹ nhàng búng ra, mấy trận kỳ chọc vào mặt đất. Ô, ô, ân. Bàn chân đạp mạnh mặt đất, nhướng mày. Đi ra. Bành. Mặt đất lập tức đung đưa, một bóng người bị hắn cứng rắn rút ra, trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất. Người này mặc hắc y, che giấu ở trong đêm tối, thấy không rõ lắm, bất quá tất cả mọi người đều có thực lực nguyên thần cảnh, thị lực kinh người, lập tức nhận ra dung mạo. Điền Thanh, quả nhiên là ngươi. Sắc mặt Ngô sư trầm xuống. Tới cho ta. Nói xong. Đại thủ chảo một cái, một cỗ lực lượng cường đại nghiền ép tới, tựa hồ muốn xé nát người. Vù vù, tựa hồ không nghĩ tới có người mai phục ở nơi đây, đồng tử của Điền Thanh co rụt lại, hai tay ngăn trở công kích của hắn, thân thể nhoáng một cái, cấp tốc thoát ra. Chương 2232, bắt, 2, trốn, chạy thoát sao? Cười khẽ một tiếng, ngón tay của Trương Cửu Tiêu bắn ra, kiếm quang gào thét, từ không trung chút xuống. Đúng là trường kiếm thánh khí trung phẩm của hắn. Nghe qua Trương Huyền giảng bài, tuy thanh kiếm này còn không có đột phá nửa bước xuất khiếu, nhưng lực lượng cường đại hơn, cộng thêm tu vi của Trương Cửu Tiêu phối hợp, kiếm khí huy hoàng, đi ngang qua mấy chục thước, thời gian nháy con mắt liền đi tới trước mặt Điền Thanh. Sắc mặt trầm xuống, Điền Thanh cũng không do dự, lòng bàn tay cuồn cuộn, đồng dạng rút ra một thanh trường kiếm nghênh đón. Đinh đinh đinh, kiếm quang ở trên không trung liên tục va chạm mấy mươi lần. Trương Cửu Tiêu liên tiếp lui về phía sau. Coi như thực lực của hắn mạnh mẽ, nhưng đối phương cao hơn hắn trọn vẹn một đại cấp, binh khí cấp bậc giống nhau va chạm, trên lực lượng vẫn hơi có không bằng. Ngăn trở Ngô sư, đánh lui Trương Cửu Tiêu chỉ là trong nháy mắt, thân thể nhảy tung, Điền Thanh vừa nhảy ra hơn nửa thước, liền cảm thấy vài đạo lực lượng hung mãnh từ bốn phía xé rách đến.
đúng là mấy vị trưởng lão của danh sư đường đến đây. Mấy người kia đều là nguyên thần cảnh đỉnh phong, biết rõ vị trước mắt này cường đại, nên không dám giấu giốt, tất cả đều lấy ra binh khí, kiếm khí bốn phương tám hướng, tạo thành một vách tường vắt ngang ở trên không. Một khi vị này tiếp tục nhảy lên, tất nhiên sẽ bị chém thành hai đoạn. Sắc mặt khó coi, biết rõ phía trên không đường có thể đi, trường kiếm của Điền Thanh rung động, cả người mượn lực, lập tức hạ xuống, vừa ổn định thân hình, công kích của Ngô Sư, Trương Cửu Tiêu lần nữa cuốn tới. Vừa đến nơi đây, Trương Huyền liền làm ra an bài, lực công kích của Ngô Sư, Trương Cửu Tiêu mạnh nhất, chủ lực tiến công, còn dư lại bốn người ở một bên yểm hộ, hình thành thiên la địa võng, không thể để cho gia hỏa này chạy thoát. Thấy mấy người vây công, Điền Thanh không phải đối thủ, Trương Huyền nhẹ nhàng thở ra, trong mắt hiển hiện hoa văn, nhìn lại bốn phía. Nếu như đối phương mạo hiểm đến đây, như vậy nơi đây khẳng định có bí mật đối phương cho rằng còn trọng yếu hơn sinh mệnh. Đây là hậu hoa viên của phủ đệ Trần Chiết, không có người nào, hơn nữa trước chiến đấu liền phong ấn bốn phía, nên càng không có người biết được. Xem một vòng, đột nhiên nhướng mày. Đi vào trước mặt mấy cây đại thụ trong nội viện. Là lưu hương thụ thánh vực cấp, có thể kết lưu hương quả. Tuy thứ này thuộc về dược liệu thánh vực, lại không có tác dụng để người ta tăng tu vi, tác dụng duy nhất là quả cây, có thể làm cho mùi thơm trong người bảo tồn một năm. Là phu nhân, nữ hài mới ưa thích sử dụng. Không nghĩ tới hậu hoa viên của Trần Chiết, lại có tới 7 gốc, còn chưa đến trước mặt, liền cảm thấy mùi thơm nồng nặc, bay thẳng lỗ mũi, khiến người ta có chút say mê. Không thể không nói, mùi thơm của lưu hương quả hoàn toàn chính xác dễ ngửi, nếu như đặt ở trên người cô gái. Hoàn toàn chính xác có thể làm người mê dục tiên dục tử, không cách nào tự kiềm chế. Bất quá, Trương Huyền không phải chuyên môn nhìn loại thánh dược này, mà ở dưới lòng bàn chân đo đạc một vòng. Thất tinh tỏa tức trận, dùng dược liệu thánh vực cấp, thay thế trận kỳ, phong tỏa khí tức, tiến hành che giấu, biện pháp này hoàn toàn chính xác không tệ. Trương Huyền âm thầm gật đầu. Thân là trận pháp sư thất tinh đỉnh phong, người khác thoạt nhìn, đây chỉ là mấy cây quả. Nhưng hắn rất nhẹ nhàng liền nhìn ra, là một trận pháp đặc biệt. Giống như tỏa tức trận lúc trước hắn bố trí, có thể phong tỏa khí tức, tuy đơn giản, nhưng mượn lực lượng của thánh vực lưu hương thụ, đạt đến cấp bậc thất tinh đỉnh phong, lại phối hợp trận pháp khác ở chung quanh yểm hộ, không cẩn thận quan sát mà nói, coi như là hắn, cũng không có phát hiện. Vừa rồi phải dùng minh lý chi nhãn, phát giác được nơi này có linh khí dao động, mới suy tính ra. Một danh sư lục tinh. Ở trong nhà bố trí tỏa tức đại trận thất tinh đỉnh phong. Ta cũng muốn nhìn xem, phía dưới này ẩn giấu cái gì. Lại đi hai bước, bàn chân lần nữa đạp mạnh. Dầm ào ào. Mặt đất lập tức bị xốc lên, một cửa đá xuất hiện ở trước mắt. Bàn tay nhẹ nhàng chúi xuống, xóa đi phù văn ở phía trên, Trương Huyền nhấc chân đi vào. Đằng sau cửa đá có cầu thang đi xuống, không biết dùng cái gì điêu khắc thành, đen kịt, ở dưới hào quang của Dạ Minh Châu chiếu rọi. Cũng có chút thấy không rõ lắm. Vận chuyển minh lý chi nhãn, lúc này mới rõ ràng hơn không ít. Là tinh huy thạch. Trương Huyền nhíu mày. Sau khi xem xong thư tịch của giám bảo sư công hội cùng danh sư đường, đã biết không ít khoáng thạch kỳ lạ ở trên đại lục. Tinh huy thạch, một loại đá cổ quái, có thể hấp thu hào quang, để cho một khu vực vô cùng đen tối, ánh mắt cũng nhìn không rõ. Đương nhiên, nếu có phương pháp đặc thù mà nói, đồng dạng có thể làm cho nó phát ra hào quang hấp thu, chiếu rọi xung quanh, tựa như tinh thần. Nguyên nhân chính là như thế, mới có cái tên này. Trước mắt, đưa tay không thấy được năm ngón, rõ ràng cho thấy bị dùng thủ pháp đặc thù tinh luyện qua, chỉ có thể hấp thu, không cách nào kích hoạt. Bất quá, đối với Trương Huyền mà nói, ảnh hưởng không lớn, chậm rãi đi xuống. Đại khái đi 7-80 mét, mặt đất cứng rắn, ngẩng đầu nhìn lại, nhịn không được sững sờ. Là một địa cung rộng lớn. Trung gian là một cái động thật lớn đi thông địa tâm, vô số dung nham bị một đại trận giam ở trong đó, phóng ra năng lượng cực lớn. Trận pháp này, chỉ sợ đạt tới bát tinh. Trận pháp trước mắt này, dùng tài liệu đặc thù trồng chất thành, cấp bậc không kém ở Khâu Ngô cung chút nào, chỉ sợ đã đạt đến bát tinh. Hậu hoa viên của một danh sư lục tinh, ẩn giấu một trận pháp thất tinh đỉnh phong che giấu khí tức không nói, địa cung phía dưới còn có trận pháp bát tinh. Nói không kỳ quái, quỷ mới tin. Đây là cung cấp động lực cho cái gì? Trận pháp này, là hội tụ lực lượng của địa tâm dung nham cho một thứ gì đó, tiến hành thúc giục. Ngẩng đầu nhìn sang địa phương năng lượng của trận pháp hội tụ, đồng tử của Trương Huyền co rụt lại. Đây là,
đây là chương 2233, Điền Thanh đã chết. 1. Chỉ thấy trước mắt, một tế đàn thật lớn ở dưới lực lượng trận pháp trùng kích, yên tĩnh lơ lửng ở trên không trung, bởi vì không có kích hoạt, thoạt nhìn có chút u ám, tựa như lan tràn đến chỗ sâu, kéo dài qua lịch sử. Cái tế đàn này, rất giống ta từ trong tay Hồng Diệp Vương lấy được, chẳng lẽ là tế đàn của dị linh tộc? Sắc mặt trầm xuống. Cái tế đàn này, giống cái trong tay Hồng Diệp Vương như đúc, chỉ là phức tạp hơn nhiều, nhìn qua đã biết rõ, nhất định là đồ vật chỉ dị linh tộc mới có. Minh Lý Chi Nhãn nhìn lại, trên tế đàn điêu khắc vô số chữ viết, những chữ này, cực kỳ cổ quái, không phải văn tự nhân loại, cũng không phải của thú tộc. Bất quá nhìn thoáng qua, Trương Huyền liền nhận ra được. Là, văn tự như Khâu Ngô cổ thánh lưu lại. Văn tự này, hắn gặp qua, giống như kiểu chữ Khâu Ngô cổ thánh lưu lại, viết nhiều, có thể sinh ra lực lượng không gian. Chỉ sợ là đại trận truyền tống, có thể truyền tống dị linh tộc đến nơi đây. Lúc trước liền đoán được, Trần Chiết này có khả năng phản bội nhân tộc, đầu nhập vào dị linh tộc, hiện tại xem ra nhất định là thật. Tế đàn do trận pháp bát tinh cung cấp lực lượng, nếu như không nhìn lầm, vô cùng có khả năng truyền tống dị linh tộc tới đây. 20 năm trước dị linh tộc quy mô xâm lấn, cũng có thể có quan hệ tới bên này. Nếu không, địa quật bị phong ấn, muốn đưa ra nhiều dị linh tộc như vậy, làm sao có thể? Xem ra Điền Thanh này, cũng phản bội nhân tộc. Biết rõ Trần Chiết đầu nhập vào dị linh tộc, Điền Thanh cũng thành hiển nhiên rồi. Trần Chiết chỉ là một danh sư không nhập lưu của danh sư đường, muốn làm ra chuyện lớn như vậy, hơn nữa giấu giếm thầy của hắn, khẳng định là không thể nào. Khả năng duy nhất, là đối phương cũng tham dự. Nói cách khác, Điền Thanh phó đường chủ, danh sư thất tinh đỉnh phong quyền lợi lớn nhất của danh sư đường lúc trước, kỳ thật sớm đã đầu phục dị linh tộc, là một gian tế. Ta nói, vừa tới Thanh Nguyên Thành, cái gì cũng không có làm, điệu thấp trung thực, an phận thủ thường. Vì sao đối phương trực tiếp tìm ta phiền toái, thì ra là thế. Nghĩ thông suốt những thứ này, kết hợp lúc trước phỏng đoán, Trương Huyền bừng tỉnh đại ngộ. Hắn vừa tới Thanh Nguyên Đế Đô, hơn nữa một mực rất ít xuất hiện, không giống ban đầu ở danh sư học viện, gây rắc rối bốn phía. Dù vậy, đối phương vẫn nhằm vào bản thân. Lúc trước không rõ, hiện tại xem ra, hẳn là muốn báo thù thay đám người Thiên Diệp Vương. Thanh Điền thập đại vương giả, tất cả đều ngã ở trong tay mình, không muốn báo thù, đó là giả dối. Thanh Điền nhất mạch, Điền Thanh, Trung Thanh Vương, ha ha, ta sớm nên nghĩ đến a. Lắc đầu, Thanh Điền nhất mạch, bị bản thân chỉnh chết đi sống lại, thập đại vương giả đã chết chín, bị tuần phục một cái. Có thể nói toàn quân bị diệt. Loại tình huống này, nghe được tên Điền Thanh, nên lập tức nghĩ đến mới phải. Chỉ bất quá, thân phận đối phương đặc thù, chẳng qua là cảm thấy làm việc không công bằng, như thế nào cũng không nghĩ đến, có quan hệ với Thanh Điền nhất mạch. Điền Thanh, Thanh Điền, Trung Thanh Vương, trung tâm với Thanh Điền nhất mạch sao? Hơn nữa, hai vị này đều từ trong lần dị linh tộc đại chiến kia trổ hết tài năng, lập công vô số. Được rồi, mặc kệ đối phương là người nào, trước hủy diệt cái tế đàn này lại nói, hủy diệt rồi, coi như muốn truyền tống tới, cũng làm không được. Biết rõ những thứ này liên lụy quá lớn, cho dù đoán được 7-8 phần, còn cần chứng cứ xác thực mới có thể xác nhận, Trương Huyền không hề suy nghĩ nhiều, cổ tay khẽ đảo, băng vũ kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Dầm ào ào, chân khí trong cơ thể tuôn ra, kiếm khí phun trào. Ở chiến sư đường học tập 3 ngày, thiên đạo kiếm pháp lại có tinh tiến, nếu như băng vũ kiếm đạt tới thánh khí trung phẩm mà nói, coi như là không cần trận pháp, cũng có thể nhẹ nhõm bổ cầu đường chủ ở dưới kiếm. Phá! Trường kiếm lăng không, Trương Huyền đang định bổ tế đàn, để cho dị linh tộc không còn đường tới, liền cảm thấy một cỗ lực lượng đặc thù mãnh liệt kéo tới, ý nghĩ mê muội. Ngay sau đó, cảm thấy một cỗ lực lượng xé rách cực lớn, dẫn dắt linh hồn, muốn xé nát hồn phách của hắn. Đây là... Thân thể nhoáng một cái, chiêu số công kích trì hoãn, Trương Huyền kìm lòng không được lắc lư hai cái. Loại bị dẫn dắt linh hồn này, lúc trước đã trải qua. Tên xui xẻo tàng hư kia từng thi triển qua một lần với hắn. Chỉ bất quá, lực lượng của đối phương rất nhỏ, hồn phách của hắn cường đại, không có chút ảnh hưởng nào, nhưng hiện tại cỗ lực lượng lôi kéo này cực kỳ hùng hồn, chỉ cần không kiên trì nổi, liền vô cùng có khả năng bị hút đi. Mượn trận pháp này, lắc lư hai cái, thiên đạo chân khí trong cơ thể vận chuyển, lập tức dừng hẳn xuống, ánh mắt lần nữa rơi xuống tế đàn trước mắt, lập tức hiểu được.
Đối phương tất nhiên là mượn trận pháp này, mới khiến cho uy lực đại tăng, nếu không lấy linh hồn của hắn, coi như lực lượng cường đại hơn tàng hư gấp 10 lần, chỉ sợ cũng dao động không được. Linh hồn công kích tinh thuần như thế, người này nhất định là người giết chết Trần Chiết. Đối phương mượn nhờ tế đàn, ngay cả linh hồn của mình cũng có thể xúc động, muốn gạt bỏ Trần Chiết, khẳng định cực kỳ đơn giản. Xem ra đoán không sai, Trần Chiết chính là người này giết chết. Ta dụ bắt bọn hắn cũng ở đây dụ bắt ta, khó trách dễ dàng như thế. Biết rõ còn có người giấu ở một bên, lợi dụng tế đàn thôn phệ linh hồn của hắn, muốn đẩy hắn vào chỗ chết, ánh mắt Trương Huyền híp lại. Hắn chỉ là tình thương thấp chút, phương diện khác lại cực kỳ thông minh, thậm chí kèm theo tâm cảnh khắc độ gia tăng, đã đa trí như yêu. Để cho Ngô Sư công khai khen ngợi Trần Chiết, mục đích là vì hấp dẫn Điền Thanh đi ra, kết quả bản thân lại bị linh hồn công kích. Xem ra, đối phương cũng không ngốc, biết là cạm bẫy vẫn còn tới đây, mục đích không phải vì hủy diệt tế đàn này, mà là hấp dẫn mình tới, sau đó thừa cơ săn giết. Vốn tưởng rằng đối phương là con mồi, không nghĩ tới, bản thân đã thành con mồi. Chẳng lẽ có quan hệ tới ngoan nhân? Trong lòng khẽ động, vội vàng liên hệ đối phương ở trong không gian giới chỉ. Chủ nhân, đây là bí pháp của ta, bất quá người thi triển không phải ta, dù chỉ là một phần thân thể, mượn nhờ loại tế đàn này thi triển mà nói, chủ nhân cũng không chống lại được. Thanh âm của ngoan nhân vang lên. Chương 2234, Điền Thanh đã chết. 2. Trương Huyền gật đầu. Cho dù thiên đạo vu hồn của hắn cường đại, đáng tiếc cấp bậc quá thấp. Đối phương thật sự là ngoan nhân mà nói, muốn hút đi vu hồn của bản thân, quá dễ dàng. Không phải một phần của ngươi, vậy sẽ là ai? Trong lòng đang kỳ quái, trong đầu mê muội lần nữa, cỗ lực lượng vừa rồi kéo tới lần nữa, còn hung mãnh hơn hồi nãy. Xem ra đối phương thấy một lần không thành công, đã tiến hành lần thứ hai. Cơ tới nhìn xem. Nếu như đối phương muốn hấp thu linh hồn của mình, không bằng tương kế tựu kế, đi tới nhìn xem. Cùng ngoan nhân thương nghị thoáng một phát, đã biết một ít bí mật của phương pháp này, Trương Huyền đi vào trước mặt tế đàn, lấy ra bút lông vẽ vài nét, lúc này mới không áp chế hồn phách của mình nữa. Vù vù. Vu hồn từ trong mi tâm bay ra. Hồn thể của ta quá lớn, như vậy đi tới, đối phương nhất định sẽ sớm chuẩn bị. Thu nhỏ lại một ít. Hồn thể của hắn chừng 10 thước. Một khi bị hút đi tới, sẽ bại lộ thực lực, Trương Huyền nhẹ nhàng cười cười, ngón tay điểm ra, diễn không thiên thư vận chuyển. Thời gian nháy con mắt hồn thể, cao 10 mét liền áp xúc giống như nhục thân. Tuy chỉ tu luyện diễn không thiên thư nhất trọng, nhưng phong tỏa lực lượng linh hồn, vẫn có thể làm được. Vù vù, không có chống cự, bị lực lượng trong tế đàn khẽ hấp, hồn thể của Trương Huyền lập tức bay đi. Ô, ô, ân, tế đàn lóe lên hào quang. Hồn thể liền biến mất khỏi tại chỗ. Trương Huyền đi vào địa cung, chứng kiến tế đàn, Điền Thanh phó đường chủ bị mọi người vây công, cũng có chút kiên trì không nổi. Toàn thân máu tươi, trên thân rách mướp. Bị 6 cao thủ không kém hắn vây công, coi như sức chiến đấu của hắn mạnh, cũng rất khó đào thoát. Điền Thanh, thúc thủ chịu trói đi, nếu không chúng ta sẽ giết chết ngay tại chỗ. Ngô Sư hừ lạnh. Lúc trước cầu đường chủ tuyên bố, chỉ cần gặp được Điền Thanh phó đường chủ, có thể giết chết ngay tại chỗ. Nếu như gia hỏa này ngu xuẩn mất linh, mọi người sẽ không để ý mang theo thi thể trở về. Giết ta, vậy, mọi người cùng nhau chết. Biết rõ không cách nào đào tẩu, vẻ mặt tràn đầy dữ tợn, gào thét một tiếng, lực lượng trong cơ thể Điền Thanh dồn dập bạo tăng. Nguy rồi, hắn muốn tự bạo, nhanh phong tỏa bốn phía. Đồng tử co rụt lại, Ngô Sư hét lớn. Cường giả nửa bước xuất khiếu cảnh tự bạo, uy lực cực lớn, thật muốn mặc kệ nổ tung, phạm vi hơn 1.000 mét sẽ biến thành địa ngục. Trần Chiết chết chưa hết tội, nhưng người nhà của hắn, cùng với vô số dân chúng chung quanh đều vô tội, thân là danh sư, không thể để cho đối phương bị thương tổn. Vâng, thần sắc mọi người đều ngưng tụ, chân khí trong cơ thể phóng ra, bảo hộ bốn phía. Làm như vậy, nhất định sẽ trọng thương, thậm chí tử vong, nhưng mấy người không chần chờ cùng do dự chút nào. Không cần khó khăn như vậy, bản đỉnh tới cũng. Mọi người thấy chết không sờn, chợt nghe một thanh âm la lên, một cái lô đỉnh thật lớn từ trên trời giáng xuống. Lạch cạch, Điền Thanh phó đường chủ đang tính tự bạo, bị đè bẹp xuống đất. Sợ xuất hiện nguy hiểm, Trương Huyền sớm phóng kim nguyên đỉnh ra, lưu ở bên ngoài. Gia hỏa này thấy mọi người không thể chống lại, lúc này mới xông tới.
phần phật. Điền Thanh bị chấn xuống, thân thể khổng lồ của Kim Nguyên Đỉnh chuyển một cái, mở nắp lò ra, nuốt Điền Thanh vào. Oanh! Vừa nuốt xong, chợt nghe một tiếng nổ kịch liệt vang lên, ngay sau đó nắp lò mở ra, bốc lên khói trắng, như nấc một cái. Phù phù! Một thi thể rách dưới bị phun ra. Mùi vị quá kém, thật khó ăn. Lắc lư một cái, Kim Nguyên Đỉnh tựa hồ muốn nôn mửa, nhưng nghĩ tới mình không có dạ dày, đành phải hậm hực. Thân là thánh khí trung phẩm, cho dù uy lực tự bạo của đối phương rất lớn, như muốn nổ nát vụn, còn là làm không được. Mọi người nhảy dựng. Ngô sư cùng Kim Nguyên Đỉnh xuất sinh nhập tử qua, biết rõ gia hỏa này cường đại, chỉ là không nghĩ tới, lần này sau khi thức tỉnh, lại trở nên lợi hại hơn rồi. Nuốt gia hỏa tự bạo vào cũng không việc gì. Xem ra kèm theo thời gian chuyển rời, gia hỏa này đã tới xuất khiếu cảnh chính thức, chỉ là vấn đề thời gian. Đã chết. Trương Cửu Tiêu đi vào trước mặt thi thể, nhìn thoáng qua nói. Đã chết. Ngô sư vội vàng đi tới. Dò xét một phen, ngô sư có chút không dám tin tưởng. Điền Thanh này chạy nhanh như vậy, dựa theo đạo lý, không phải là loại thấy chết không sờn, vì sao sẽ dễ dàng chết như vậy? Chương 2235, có người nghĩ tới ta rồi hả? 1. Thu thi thể của hắn, mang về danh sư đường. Nếu như chết rồi, hết thảy ân oán liền tiêu tan. Thở dài một tiếng, ngô sư khoát tay áo. Vị điền sư này, tay cầm quyền hành, cho dù chỉ là phó đường chủ, trên thực tế quyền lợi lại tương tự đường chủ, một người độc đại. Vốn tưởng rằng sớm muộn gì cũng có thể trùng kích danh sư bát tinh, đạt tới cảnh giới cao hơn, nằm mơ cũng không nghĩ đến, cuối cùng chết ở nơi đây. Ngẫm lại cũng khiến người ta thổn thức. Đắc tội ai cũng không nên đắc tội Trương Huyền. Xem ra lúc trước quyết định là rất đúng. Hai vị trưởng lão đi vào trước mặt, thu thi thể, lúc này ngô sư mới nhìn quanh một vòng. Trương sư đâu? Vừa rồi chiến đấu kịch liệt, hắn không dám lơ là, cũng không chú ý Trương Huyền đi nơi nào. Chủ nhân tiến vào cái động kia rồi. Kim Nguyên Đỉnh nhảy thoáng một phát. Động. Lúc này đám người ngô sư mới phát hiện, góc hoa viên chẳng biết lúc nào có thêm một cái cửa đá. Là tỏa tức trận che giấu khí tức, lúc này mới không có phát hiện. Đi vào trước mặt, ngô sư nói. Trận pháp này, phong tỏa hết thảy khí tức, vì vậy coi như bọn hắn chiến đấu ở cách đó không xa, cũng không có phát hiện. Bất quá, thời điểm trận pháp che giấu nhìn không ra, hiện tại cửa đá mở rộng, giống như cái chai mở nắp bình, lại không phát hiện được, liền không xứng làm danh sư thất tinh rồi. Vào xem. Nhẹ gật đầu, ngô sư nhấc chân đi vào. Đám người Trương Cửu Tiêu theo đuôi, mới vừa đi không xa chợt nghe một thanh âm tràn đầy phiền muộn. Kéo ta một chút. Mọi người quay đầu, lúc này mới phát hiện, Kim Nguyên Đỉnh cũng tính toán tiến đến, chỉ bất quá bị chắn ở bên ngoài cửa đá, ba cái chân vừa thô vừa to bị kẹt ở bên ngoài cửa, tràn đầy u oán. Gia hỏa này có thể biến lớn, nhưng muốn nhỏ liền không dễ dàng như vậy rồi. Thật giống như vu hồn của Trương Huyền, muốn nhỏ tiến vào nguyên thai lại chết sống làm không được. Mọi người đập nát cửa hộ nó, lúc này mới cứu được Lô Đỉnh ra. Nện vỡ nát mặt đất, lúc này Kim Nguyên Đỉnh mới hài lòng đi theo sau lưng mọi người, cực kỳ kiêu ngạo, bay về phía thềm đá. Không lâu sau đi tới địa cung. Thấy được dung nham cùng tế đàn, cũng nhìn thấy Trương Huyền ngồi dưới đất không nhúc nhích. Trương sư, mọi người vây quanh tới. Sắc mặt ngô sư trắng nhợt, trong mắt tràn đầy không thể tin được. Không còn hô hấp cùng tim đập, Trương sư đã chết. Điều này sao có thể? Vị trước mắt này, không cảm giác được hô hấp cùng tim đập chút nào, giống như pho tượng. Hắn là thiên nhận danh sư, lại là thiên nhận thánh giả, làm sao có thể chết ở loại địa phương nhỏ này? Đang không biết làm sao, chợt nghe Kim Nguyên Đỉnh quát. Chết, chết cái gì chứ? Chủ nhân nhà ta đang tu luyện công pháp đặc thù nào đó, các ngươi đều đi chỗ khác chơi đi. Thời điểm ở Khâu Ngô Cung, Kim Nguyên Đỉnh mang Trương Huyền đi vào dung nham, biết rõ hắn tu luyện công pháp nào đó, hồn phách ly thể, nhục thân giống như đã chết, nên không kỳ quái. Công pháp gì có thể làm cho người một chút chi giác cũng không có. Mọi người nhíu mày, cũng không tin. Thân là danh sư, kiến thức rộng rãi, cho tới bây giờ còn không gặp hay nghe nói qua công pháp tu luyện gì, thân thể sẽ trở nên giống như tử thi. Trên đời này làm sao có loại công pháp đó? Trương Cửu Tiêu cũng lắc đầu. Thân là con em gia tộc, kiến thức rộng rãi, xem qua không ít chuyện kỳ quái, thế nhưng giống như hiện tại, trái tim không nhảy, hô hấp không có, thân thể có chút cứng ngắc. Mấu chốt nhất là,
nói chuyện cũng không nghe thấy, một chút ý thức cũng không có. Không phải tử vong là cái gì? Coi như nguyên thần xuất khiếu, cũng sẽ có tim đập, hô hấp. Nghe được lời của hắn, mọi người cũng có nghi hoặc đồng dạng. Thích tin hay không thì tùy. Kim Nguyên Đỉnh vặn vẹo thân thể khổng lồ thoáng một phát. Nếu như có mặt, khẳng định đã sớm khinh bỉ mọi người rồi. Một đám danh sư, kiến thức còn không bằng Lô Đỉnh như mình, thật sự là ngu ngốc. Ta dùng chân khí dò xét thoáng một phát sẽ biết. Có phải chết hay không, chỉ cần dò xét một phen sẽ biết được. Nói xong cũng không đợi Kim Nguyên Đỉnh nói chuyện, bàn tay của Trương Cửu Tiêu duỗi ra, bắt về phía Trương Huyền. Chân khí đi vào trong cơ thể, chỉ cần kinh mạch còn bảo trì mềm mại, ngũ tạng còn tràn ngập hoạt tính, liền cho thấy còn sống. Bàn tay vừa mới rơi vào trên người Trương Huyền, liền cảm thấy một cỗ lực lượng hung mãnh tuôn ra, tựa hồ bị hung thú gì nhìn chằm chằm, đồng tử co rụt lại, tóc gáy toàn thân Trương Cửu Tiêu dựng đứng. Đang muốn tránh né, nhưng không còn kịp rồi, chỉ chứng kiến một bàn tay, mang theo lực lượng vô cùng vô tận, bổ xuống khuôn mặt anh tuấn của hắn. Ngay sau đó, miệng méo sạch, bộ mặt vặn vẹo giống như hồ lô, bay ngược ra. Phốc, vèo. Trong miệng thổ huyết, thân thể bay ngược, trùng trùng điệp điệp đâm vào trên vách tường địa cung, sắc mặt trắng bệch như là giấy trắng. Vách tường bị nện ra hố to, như lạp xưởng bị đinh ở phía trên, Trương Cửu Tiêu kìm lòng không được nước mắt chảy ròng. Ta chỉ thử xem, chết chưa thôi, không cần khí lực lớn như vậy a. Thân là người bị hại, tự nhiên biết rõ vừa rồi một trưởng kia là của ai, không phải người khác, đúng là Trương Huyền ngồi dưới đất, tựa như tử thi. Chẳng phải thử xem ngươi chết chưa thôi sao? Chương 2236, có người nghĩ tới ta rồi hả? 2. Lại giống như giết người, đánh ta thành như vậy. Trong nháy mắt, Trương Cửu Tiêu cảm thấy tủi thân. Dù sao từ khi nhận thức ra hỏa này, sẽ không có một ngày tốt lành. Dùng rằng từ trên vách tường bò ra, lần nữa nhìn về phía đối phương, chỉ thấy đầu sỏ đánh bay mình kia, chẳng những không có chút áy náy, ánh mắt cũng không có mở ra, vẫn không nhúc nhích ngồi ở tại chỗ. Giống như chuyện vừa rồi, cùng hắn không có nửa xu quan hệ. Ta đã nói, chủ nhân đang tu luyện công pháp nào đó, hết lần này tới lần khác không nghe. Thấy một màn như vậy, Kim Nguyên Đỉnh lắc lư thân thể một cái, trong giọng nói tràn đầy vẻ đáng đời ngươi. Thật sự là tu luyện. Khóe miệng đám người Ngô sư co lại. Thấy qua tu luyện cổ quái, nhưng chưa thấy qua cổ quái như vậy. Trên đời thật sự có loại công pháp này. Nếu như Trương sư tu luyện, chúng ta liền chờ ở chỗ này, cổ trưởng lão, người đi danh sư đường, mang người tới, phong tỏa nơi đây, báo cáo chi tiết sự tình cho tổng bộ. Một lát sau, Ngô sư phân phó. Vâng, một vị trưởng lão lui ra ngoài. Trước mắt trời đất quay cuồng, Trương Huyền lần nữa mở to mắt, đã đi tới một gian phòng cũ nát. Dưới thân như cũ là tế đàn, có lẽ cùng cái ở địa cung kết nối, bên kia linh hồn bị rút đi, đã đến bên này. Trên tế đàn có một cỗ hấp lực đặc thù, giam cầm hắn ở phía trên, không cách nào nhúc nhích, trong thời gian ngắn rất khó đào thoát. Trương sư, chúng ta lại gặp mặt. Đang muốn nhìn xem tình huống chung quanh. Chợt nghe một thanh âm nhàn nhạt vang lên, ngẩng đầu nhìn lại, chứng kiến cách đó không xa, một người mang mặt nạ đồng xanh nhìn mình, chắp hai tay sau lưng. Là ngươi? Nhíu mày, Trương Huyền nhận ra được. Đúng là lúc trước ở giám bảo các, cầm họa quyển bát cảnh của Vô Bi lão nhân nhờ người phá giải phong ấn. Không sai. Người mang mặt nạ bằng đồng xanh nhẹ gật đầu, xoay người lại. Nếu như ta không nhìn lầm, nội dung bức họa kia phong ấn, bị ngươi sửa đổi rồi à? Sửa đổi. Lắc đầu, Trương Huyền nhướng mày, vẻ mặt ngôn từ chính nghĩa. Điều này sao có thể? Không nói trước ta có năng lực như thế không, cho dù có, thân là danh sư, cũng không có khả năng tùy ý sửa đổi họa quyền của người khác, cái này là xâm phạm tác quyền của người khác, bị người phỉ nhổ. Làm không được. Ánh mắt của người mang mặt nạ bằng đồng xanh lập tức híp lại. Bức họa kia chỉ có ý thức của ngươi đi vào, sau khi cởi bỏ phong ấn liền biến thành một bộ dáng khác. Không chỉ thái độ bất đồng, ngay cả ý cảnh cũng khác biệt, không phải ngươi, còn ai vào đây? Cởi bỏ phong ấn, chứng kiến không phải bộ dáng mình phỏng đoán, mà là mỹ nữ tắm, hắn khó mà tin được. Bất quá, sau khi trở về cẩn thận cân nhắc, lập tức phát hiện không đúng. Có thể tìm được họa quyển bát cảnh, còn có thể phát hiện phong ấn trong đó, hắn lý giải thư họa, so với mông trùng hội trưởng cũng không kém chút nào. Dưới phong ấn là mỹ nữ đi tắm, mặc dù hết sức bắt trước.
nhưng so sánh với phương pháp vẽ tranh của Vô Bi lão nhân, vẫn có khác nhau rất lớn. Vì có thể làm cho hỏa quyển hình thành, Vô Bi lão nhân tình nguyện gọt sạch một tầng, ở phía trên tăng thêm phong ấn. Đối với chỉnh tề cùng đối xứng của hỏa quyển, dĩ nhiên đạt đến một loại cảnh giới cố chấp. Về sau vẽ vào, cho dù thoạt nhìn hình thành chỉnh tề, nhưng ở trên kèm theo một đống loạn thạch, hơn nữa màu sắc mực in còn mới, rất dễ dàng nhìn ra là có người cố ý tăng thêm. Kết hợp với lúc trước cởi bỏ phong ấn, chỉ có ý thức của vị này đi vào trong đó, đoán ra được cũng không khó. Cái này có chút hiểu lầm ta, hình ảnh mỹ nữ tắm kia, tuy phạm vi không lớn, lại cực kỳ tinh tế, ý thức của ta đi vào hỏa quyển, tổng cộng không có bao nhiêu thời gian, ngươi cảm thấy. Thời gian ngắn như vậy có người có thể vẽ ra được sao? Trương Huyền lắc đầu, trên mặt thành khẩn không nói ra được. Cái này, người mang mặt nạ bằng đồng xanh nhíu mày. Điểm ấy hắn cũng vô cùng kỳ quái. Từ khi ý thức của đối phương đi vào hỏa quyển, đến cởi bỏ phong ấn, tổng cộng không cao hơn 3 phút, trong thời gian ngắn như vậy, làm ra một bức họa, dung hợp vào một bức họa khác, để người ta trong thời gian ngắn nhìn không ra kẽ hở, đừng nói hắn, coi như thư họa sư bát tinh, chỉ sợ cũng rất khó làm được. Bất quá, không phải vị trước mắt này mà nói, thì là ai? Có thể cam đoan, bức họa này ngoại trừ ngày đó lấy ra, còn chưa cho những người khác xem qua. Thời gian ngắn, không cách nào vẽ tranh thì thôi, lại nói, ý thức đi vào trong đó cũng không phải một mình ta. Thấy hắn chần chờ, Trương Huyền nói tiếp. Không phải một mình ngươi. Đúng vậy, chẳng lẽ ngươi đã quên, ý thức của Trương Cửu Tiêu kia cũng tiến vào, kết quả bị linh tính đánh lén, đầu đầy sầu riêng. Trương Huyền nói. Không sai, ý thức của Trương Cửu Tiêu cũng đi vào. Sắc mặt của người mang mặt nạ bằng đồng xanh trầm xuống. Hắn là người của Trương gia, thánh nhân quý tộc đáng sợ, chắc hẳn không cần ta nhiều lời, gia tộc này, vốn ưa thích đoạt đồ của người khác, đừng nói một bức họa, gây chuyện không tốt người cũng đoạt. Nếu như biết rõ phương pháp giải quyết phong ấn, có lẽ trên người có pháp bảo gì, lặng lẽ sử dụng, thừa cơ sửa lại nội dung bên trong, để ngươi cũng không phát hiện được. Trương Huyền nói, thánh nhân Trương gia. Khóe miệng của người mang mặt nạ bằng đồng xanh co lại, ánh mắt lộ ra sợ hãi. Xem ra hắn nghe nói qua thánh nhân quý tộc này, hơn nữa biết rõ thực lực của đối phương đáng sợ. Hắt xì. Vừa thoa thuốc xong, Trương Cửu Tiêu cảm thấy khuôn mặt thoải mái một chút, đột nhiên hắt hơi một cái, vẻ mặt ngạc nhiên, đây là... Có người nghĩ tới ta rồi hả? Một mực bị đả kích, đột nhiên có người lo lắng, ngẫm lại cũng có chút kích động. Chương 2237, mặt nạ đồng xanh yêu cầu. 1. Không đúng, nếu như là thánh nhân quý tộc xuất thủ, khẳng định đường đường chính chính, trực tiếp nghiền ép ta rồi, không cần phải lặng lẽ làm việc. Sau khi khiếp sợ, người mang mặt nạ bằng đồng xanh nhíu mày, kịp phản ứng. Thánh nhân Trương gia, được xưng danh sư đại lục đệ nhất gia tộc, bên trong cao thủ nhiều như mây, nhiều vô số kể, nếu thật đã biết bí mật của bức họa này, khẳng định đã sớm tìm tới. Một tát chụp chết mình rồi, không cần phải che lấp. Mặc dù có danh sư đường tọa chấn, đại bộ phận sự tình chú ý quy tắc, nhưng ở trước mặt thực lực chân chính, quy tắc gì gì đó, cũng sẽ bị nghiền ép. Trương gia, là loại có đủ thực lực nghiền ép hết thảy này. Dù sao ta nhìn thấy, chính là mỹ nhân đi tắm. Thấy đối phương không tin, Trương Huyền lắc đầu. Thật sự không tin, có thể tìm người hỏi một chút, Trương Huyền ta, luôn luôn có thanh danh tốt. Đã đủ rồi, kéo ngươi tới đây, là muốn ngươi để cho bức họa trở lại như lúc ban đầu. Biết rõ tiếp tục xoắn suýt vấn đề này, sẽ không dứt, đã chậm trễ rất lâu, người mang mặt nạ bằng đồng xanh hừ lạnh. Cho dù lúc trước họa quyển bị người thêm vào nội dung mới, nhưng chỉ cần trình độ thư họa sư đầy đủ, vẫn có thể phục hồi như cũ. Dù sao niên đại bất đồng, chỉ cần trình độ đạt tới, không khó lắm. Vị trước mắt này, có thể đơn giản phá vỡ phong ấn. Làm được sự tình mình và mông trùng hội trưởng cũng làm không được, ở trên chức nghiệp thư họa, đã đạt đến trình độ cao nhất của Thanh Nguyên đế quốc, so với Vô Bi lão nhân lúc trước, cũng không kém chút nào, do hắn xuất thủ, khả năng hoàn thành thật lớn. Trương Huyền lắc đầu. Không phải ta không muốn, mà là làm không được. Làm không được. Người mang mặt nạ bằng đồng xanh cười lạnh, ánh mắt mang theo sát khí. Xem ra ngươi còn không có làm rõ tình cảnh của mình. Bây giờ người bị ta bắt tới đây chính là linh hồn. Nói cách khác, nhục thân đã chết, bây giờ là người chết. Người mang mặt nạ bằng đồng xanh nói. Người chết. Trương Huyền lộ ra hoảng sợ. Ta chết rồi.
cúi đầu nhìn thoáng qua, chứng kiến thân thể hư nhạt, sau đó trước mắt tối đen, trực tiếp sợ hôn mê bất tỉnh. Chứng kiến động tác của gia hỏa trước mắt này, người mang mặt nạ bằng đồng xanh nắm tóc, có chút điên cuồng. Linh hồn của đối phương bị hắn dùng bí pháp rút đi, chỉ cần không phải suy nghĩ có vấn đề, liền khẳng định biết rõ. Bản thân vừa nói, cố ý giả bộ kinh ngạc, còn giả bộ bất tỉnh. Đại ca, ngươi là hồn phách, choáng váng được sao? Hồn thể bị giam cầm, chạy không thoát, cũng tán loạn không được, nhục thân đã chết. Dựa theo tình huống bình thường, không nên rất sợ hãi, không dám nhiều lời, ngoan ngoãn nghe theo phân phó sao? Bộ dáng này, là cái tình huống gì? Không cần phải giả bộ, cái tế đàn này, đừng nói muốn choáng váng, muốn chết cũng làm không được. Hận không thể đi lên một trường chụp chết đối phương, người mang mặt nạ bằng đồng xanh cắn răng nói. Choáng váng không được a. Trương Huyền tràn đầy tiếc nuối ngồi dậy. Quên đi, trước không choáng, bất quá, người nói ta xác thực làm không được. Trong họa quyển cất giấu khổng sư hư ảnh, dùng mỹ nhân xuất dục đồ che lấp, liền đã định trước không thể nói ra, muốn phục hồi như cũ, tuyệt đối không có khả năng. Thấy ra hỏa này quả nhiên giả bộ bất tỉnh. Hơn nữa một chút xấu hổ cũng không có, người mang mặt nạ bằng đồng xanh tức sắp nổ tung, nhưng mạnh mẽ nhìn xuống, ánh mắt nheo lại, trong giọng nói mang theo âm trầm cùng lạnh lùng. Đừng tưởng rằng là hồn phách, ta sẽ không có biện pháp giáo huấn ngươi. Có thể kéo ngươi từ một địa phương khác tới đây, tự nhiên biết rõ một ít bí pháp lợi hại, có thể làm cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Dù sao cũng đã chết, tốt nhất giết chết ta a. Vẻ mặt Trương Huyền lười biếng nói. Ngươi, ngực phập phồng, người mang mặt nạ bằng đồng xanh hô hấp khó khăn, cũng không biết là bị tức hay nghẹn. Ngươi đã không biết tốt xấu, ta liền thi triển siêu hồn thuật, sau khi siêu hồn, ngươi sẽ hồn phi phách tán, triệt để tử vong. Dầm ào ào, nói xong cũng không đợi Trương Huyền trả lời, bàn tay lăng không chảo một cái, một cỗ lực lượng lập tức nghiền ép tới. Là, thủ đoạn của vu hồn sư. Chứng kiến động tác của hắn, ánh mắt Trương Huyền lóe lên. Lần này cam tâm tình nguyện bị đối phương bắt, chính là muốn nhìn ra hỏa này rút cuộc là người nào, đến cùng muốn làm gì, không nghĩ tới đối phương trực tiếp thi triển ra thủ đoạn của vu hồn sư. Xì xì xì. Trong lòng khiếp sợ, bất quá, Trương Huyền cũng không chống cự đối phương công kích, mà tùy ý để hắn đi vào trong đầu. Bởi vì, đối phương thi triển hắn liền nhìn ra, cũng không phải siêu hồn thuật, mà là một loại hồn thuật dò xét. Siêu hồn thuật tương đối bạo lực, một khi thi triển. Hoàn toàn chính xác có thể biết tin tức trong đầu đối phương, nhưng đồng dạng sẽ phá hư hồn phách, cuối cùng dẫn đến hồn phi phách tán, thậm chí tử vong. Hồn thuật dò xét bất đồng, có thể dò xét bí mật bản thân muốn biết, nhưng không tổn thương đối phương. Xem ra gia hỏa này còn hy vọng hắn có thể xuất thủ, khôi phục họa quyển, không dám trực tiếp giết chết. Ta cũng muốn nhìn xem, người đến cùng biết cái gì. Quát lạnh một tiếng, ý niệm của người mang mặt nạ bằng đồng xanh du đãng ở trong ý thức của Trương Huyền. Rất nhanh đã biết một ít sự tình muốn biết. Lại thật không biết bí mật dưới phong ấn. Chương 2238, mặt nạ đồng xanh yêu cầu. 2. Thấy được càng nhiều, mày nhíu lại càng chặt. Trải qua dò xét linh hồn, hắn nhìn ra, đối phương xác thực không biết rõ tình hình dưới phong ấn. Nói cách khác, bức mỹ nhân xuất dục đồ kia có lẽ không quan hệ tới hắn. Hơn nữa trải qua dò xét, có thể thấy được, tính cách đối phương chính trực, danh khí rất tốt không nói. Là một danh sư ưu tú có thiên phú. Xem ra ta đoán sai rồi. Xem hết những thứ này, ý niệm của người mang mặt nạ bằng đồng xanh lui ra. Còn tưởng rằng là gia hỏa này sửa đổi họa quyển, hiện tại xem ra, hoàn toàn chính xác không phải, bất quá. Nếu như đã nắm đến, nhất định phải để cho đối phương nghĩ biện pháp khôi phục nội dung lúc trước, nếu không những năm này vất vả, tất cả đều thành bọt nước. Quả nhiên là vu hồn sư. Hơn nữa cùng đám người Điền Thanh có quan hệ mật thiết. Ý niệm của đối phương đi vào thức hải, Trương Huyền cũng lặng lẽ dò xét đối phương. Chỉ bất quá, đạo ý niệm này quá nhỏ, ẩn chứa nội dung không nhiều lắm, nếu không mục đích, dụng ý của đối phương, sẽ bị dò xét rõ ràng. Hắn lý giải vu hồn vượt xa đối phương, bố trí một cái biểu hiện giả dối, lừa gạt còn rất dễ dàng. Trải qua điều tra, Trung Thanh Vương cùng Điền Thanh, có lẽ đều cùng hắn có quan hệ mật thiết nào đó. Nguyên nhân chính là như thế, mới có thể để cho Điền Thanh mạo hiểm đi dụ dỗ đám người Ngô sư, hắn lặng lẽ ẩn giấu ở chỗ này, cầu bắt linh hồn của mình. Ta vốn muốn siêu hồn, chỉ là một khi như vậy, người hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thật sự không còn có gì nữa.
hiện tại cho ngươi hai con đường để đi. Biết rõ vị trước mắt này hoàn toàn chính xác không biết gì cả, người mang mặt nạ bằng đồng xanh hừ một tiếng. Thứ nhất, giúp ta khôi phục hỏa quyển, thành công, ta không chỉ không giết ngươi, còn có thể cho ngươi sống lại, thậm chí so với hiện tại càng mạnh hơn nữa. Thứ hai, siêu hồn, triệt để biến mất ở trong thiên địa. Nói thật, tuy ngươi rất hiểu rõ thư họa, nhưng thư họa sư đạt tới thực lực như ngươi, toàn bộ đại lục không biết bao nhiêu, ngươi không đồng ý, ta sớm muộn gì cũng có thể phục hồi nội dung như cũ. Sống lại lần nữa. Trương Huyền nghi hoặc. Không sai. Người mang mặt nạ bằng đồng xanh khẽ đảo cổ tay, một nhục thân xuất hiện ở trước mắt. Đây là vô hồn kim nhân, chỉ cần ngươi đáp ứng điều kiện thứ nhất, ta có thể cho hồn phách của ngươi ở tạm trong đó, như vậy chẳng khác nào đã có nhục thân, có thể sinh hoạt giống như người bình thường. Vô hồn kim nhân. Vô hồn kim nhân của đối phương, so với trước kia Trương Huyền gặp qua, cấp bậc cao hơn nhiều lắm, hẳn là nhục thân của nguyên thần cảnh đỉnh phong luyện chế thành, không chỉ như thế, thủ pháp cũng cực kỳ tinh diệu, giống chân nhân như đúc, nhìn không ra vấn đề chút nào. Có thể nói, linh hồn thật đi vào trong đó, thực giống như sống lại, danh sư thất tinh bình thường, chỉ sợ cũng rất khó phát hiện. Thân là danh sư, coi như không biết chức nghiệp vu hồn sư, nhưng vô hồn kim nhân, cũng có thể nghe nói qua chứ. Không chỉ có thể để cho thực lực của ngươi bạo tăng, còn có thể để ngươi cải biến thân phận, trở thành nhân vật quyền cao chức trọng. Thấy hắn khiếp sợ, người mang mặt nạ bằng đồng xanh cười lạnh. Trở thành nhân vật quyền cao chức trọng, chẳng lẽ, Điền Thanh cùng Trung Thanh Vương, đều là vô hồn kim nhân? Nhớ tới một sự kiện, đồng tử của Trương Huyền co rụt lại. Điền Thanh có thể trở thành danh sư đường phó đường chủ, thành phần bản thân khẳng định không có vấn đề, dĩ vãng trải qua tất nhiên cũng là trong sạch. Sở dĩ phản bội nhân tộc, chẳng lẽ là bị người luyện chế thành vô hồn kim nhân, sau đó áp đặt vào một hồn phách khác? Còn có Trung Thanh Vương. Thật muốn như vậy, liền thật đáng sợ. Đường đường vô hồn kim nhân, biến thành phó đường chủ cũng không có người phát hiện. Mấu chốt nhất là, hai cái này chỉ là muốn giết mình mới bại lộ. Như vậy không có bại lộ, sẽ có bao nhiêu? Bí pháp rút ra linh hồn, sau đó thay đổi một linh hồn khác vào trong cơ thể đối phương. Khó trách lúc trước danh sư đường muốn tiêu diệt vu hồn sư không lưu tình chút nào, chỉ là năng lực này, liền thật quá đáng sợ. Bởi vì một khi đại quy mô thi triển, người căn bản không biết, bên người rút cuộc là bằng hữu hay địch nhân. Trung Thanh Vương không phải vô hồn kim nhân, thứ này cũng không phải dễ luyện chế như vậy. Người mang mặt nạ bằng đồng xanh lắc đầu. Không phải. Hắn chỉ là đồ chơi hiệu chung với ta mà thôi. Người mang mặt nạ bằng đồng xanh hừ một tiếng. Vậy, Điền Thanh thì sao? Trương Huyền tiếp tục nhìn qua. Điền Thanh, người mang mặt nạ bằng đồng xanh cười nhạo một tiếng, không có trả lời, mà nhìn qua. Muốn biết dung mạo dưới mặt nạ của ta không? Ân, Trương Huyền gật đầu. Nếu như có thể để cho ta biết rõ ngươi rút cuộc là người nào, thì có thể tin tưởng lời của ngươi, đáp ứng điều kiện của ngươi. Nếu không, dù sao cũng đã chết, không cần phải hỗ trợ người giết ta. Đối với người mang mặt nạ bằng đồng xanh này, hắn một mực rất ngạc nhiên, chỉ bất quá ra hỏa này từ khi nhìn thấy bản thân, thì không thi triển qua võ kỹ, vừa rồi hồn thuật dò xét, là thủ đoạn đặc thù của vu hồn sư, không tính là võ kỹ. Bởi vậy, trong đầu một mực không có hình thành thư tịch, cũng không biết rút cuộc là người nào. Nếu có thể tháo mặt nạ xuống tự nhiên tốt nhất. Ta che lấp dung mạo, chỉ là vì không muốn để người khác phát hiện, bây giờ ngươi trốn không thoát. Sinh tử chỉ ở nhất niệm của ta, cho ngươi xem cũng không sao. Cười lạnh một câu, người mang mặt nạ bằng đồng xanh thò tay chậm rãi lấy mặt nạ trên mặt xuống. Hồn phách của đối phương bị bản thân khống chế, sinh tử tất cả một ý niệm, căn bản không sợ làm ra phản kháng gì, vì vậy với hắn mà nói, cho xem chân dung cũng không coi vào đâu. Thấy đối phương mở mặt nạ ra, Trương Huyền vội vàng nhìn sang, chỉ liếc nhìn, đồng tử co rụt lại, không thể tin được. Không thế nào. Tại sao lại là ngươi? Chương 2239, ta là Thanh Điền Hoàng. 1. Xuất hiện ở trước mắt, không phải người khác, đúng là Điền Thanh phó đường chủ. Hắn không phải đang chiến đấu với đám người Ngô sư sao? Mấu chốt nhất là, bản thân lần đầu tiên nhìn thấy vị này, Điền Thanh đang bị giam giữ ở danh sư đường, căn bản không có đi ra. Làm sao sẽ biến thành người mang mặt nạ bằng đồng xanh? Trương Huyền không thể tin được. Rồi ngoài dữ liệu của hắn. Đúng vậy, Điền Thanh cùng ta đều là một người. Điền Thanh phó đường chủ gật đầu. Gia hỏa này, từ khi bị bắt tới đây,
vẫn không sợ hãi không lo lắng, hiện tại biểu lộ như vậy, để cho hắn cực kỳ thỏa mãn. Không đúng, ngươi không phải Điền Thanh, đoán không sai, hẳn là Thanh Điền Hoàng A. Nhíu mày, Trương Huyền nói ra phỏng đoán. Mấy ngày nay hắn một mực hoài nghi, Điền Thanh vô cùng có khả năng là Thanh Điền Hoàng, nếu không không có khả năng tìm bản thân phiền toái, cố ý hãm hại. Chỉ là có chút chi tiết không nghĩ ra, không dám xác nhận mà thôi. Người quả nhiên thông minh, bất quá, không nên nói ra. Thanh âm của Điền Thanh phó đường chủ trở nên cực kỳ âm trầm, một cỗ sát lục chi khí nồng đậm cuốn tới, khiến người ta trong nháy mắt tựa như lâm vào luân hồi địa ngục, khó có thể chống lại. Cỗ sát lục chi khí này, còn muốn tinh thuần hơn Thiên Diệp Vương, ý thức kém một chút, có khả năng sẽ bị khí tức chấn nhiếp không chịu nổi, hôn mê bất tỉnh. Người đã biết rõ ta là ai, có lẽ rõ, dị linh tộc cùng nhân tộc mâu thuẫn là không thể điều hòa. Quy thuận ta, không chỉ có thể sống, còn có hưởng thụ vinh hoa phú quý. Không đồng ý, ta cũng không có biện pháp, đành phải giết chết rồi. Thanh Điền Hoàng không có phủ nhận, mà lạnh lùng nhìn qua, như nhìn người chết. Đối phương phán đoán ra, tương đương vạch mặt, cũng không cần phải tiến hành ngụy trang. Ngươi là Thanh Điền Hoàng, cũng là Điền Thanh. Như vậy ở bên ngoài chiến đấu với đám người Ngô Sư là ai? Ngươi, một dị linh tộc, coi như ngụy trang tốt hơn nữa, nắm giữ quyền lợi của danh sư đường, chỉ sợ cũng rất dễ dàng bị phát hiện a. Trương Huyền nhìn không được nói. Đây chính là địa phương hắn vẫn nghĩ không thông. Nếu như Thanh Điền Hoàng thật là Điền Thanh, ngụy trang thành danh sư bình thường, người khác nhìn không ra thì thôi, nhưng nắm giữ quyền lợi một phương, còn không có bị phát hiện, hắn cũng có chút không tin. Danh sư đường thật ngu ngốc như vậy, ngay cả dị linh tộc lẫn vào cao tầng cũng không biết, khẳng định đã sớm bị diệt rồi. Điền Thanh là một đạo ý niệm của ta đầu thai, thân phận danh sư, là từng bước khảo hạch ra, tồn tại chân thật. Vì cái thân phận này, ta chuẩn bị 800 năm, không nghĩ tới. Bị ngươi phá hư, ngươi nên biết, ta muốn giết ngươi như thế nào a? Thanh Điền Hoàng cười lạnh, sát cơ trong mắt như nước thủy triều. Vì thân phận Điền Thanh này, hắn hao tốn không biết bao nhiêu giá cả, thậm chí không tiếc tổn thương vô số tính mạng tộc nhân. Nếu không phải ra hỏa trước mắt này, khẳng định còn là danh sư đường phó đường chủ, trưởng quản tất cả quyền lợi. 800 năm vất vả, 800 năm trả giá, kết quả hóa thành cho bụi. Đương nhiên, những năm này mượn nhờ danh sư đường cùng danh sư, cũng tìm được tin tức rất trọng yếu, đã tìm được vật phẩm mình muốn. Cách thành công, chỉ kém một bước nhỏ cuối cùng. Nếu không nào có tâm tư cùng gia hỏa này nói nhiều như vậy, khẳng định vừa thấy mặt đã chém giết. Ý niệm đầu thai. Trương Huyền sững sờ, sau đó giật mình. Khó trách căn cứ quan sát của hắn, Điền Thanh kia, trên nguyên thần có thiếu sót rất lớn, không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ rất khó đạt tới xuất khiếu cảnh, vốn tưởng rằng là trong tu luyện xuất hiện vấn đề, nguyên lai. Chỉ là một đạo ý niệm đầu thai. Ý niệm bản thân không trọn vẹn, tu luyện tới nguyên thần cảnh coi như là đỉnh phong rồi. Muốn xuất khiếu, hầu như không có khả năng. Bởi vì ý niệm đầu thai, tương đương một lần nữa có sinh mệnh, thân phận chân thật chính là Điền Thanh, vì vậy coi như là thư viện, cũng không nhìn ra bản thân chủ nhân là người nào. Việc này lại nói tiếp đơn giản, thân là vu hồn sư, tự nhiên biết rõ độ khó. Ý niệm là âm tính, sau khi đầu thai, tương đương âm hồn quấn thân, thai nhi mới sinh ra, rất dễ dàng bởi vậy chết non. Mấu chốt nhất là, loại đầu thai này, có tổn hại thiên hòa, là thiên đạo không dung, coi như có thể may mắn thành công, cũng cần tiêu phí giá cả thật lớn. Mặc dù có được thủ đoạn của vu hồn sư, xác suất thành công cũng vạn không còn một. Nếu không lúc trước Mặc Hồn Sinh cũng không đến mức vì cửu thiên liên thai mà dốc sức liều mạng, mà nghĩ biện pháp đi đầu thai một lần nữa rồi. Đương nhiên, mấu chốt nhất là, sau khi ý niệm đầu thai, sẽ lâm vào ngủ say, có ít người khả năng cả đời thẳng đến sắp chết, cũng không thể thức tỉnh ký ức lúc trước. Cuối cùng tầm thường vô vi cho đến chết. Đây chính là thai mê, trong thai u mê. Bởi vậy, đầu thai trừ khi là đến bước đường cùng, thật sự không có cách nào, bằng không không có người làm như vậy. Hơn nữa mỗi đầu thai một lần, đối với linh hồn đều có tổn thương thật lớn, một lần không thành công, trên cơ bản không có cơ hội thứ hai. Đối phương không chỉ thành công, còn trở thành danh sư thất tinh đỉnh phong, khống chế danh sư đường, cho dù có bản thể ở sau lưng ủng hộ, cũng cực kỳ đáng sợ. Không sai, không nên ăn mòn sự kiên nhẫn của ta, nếu như biểu lộ thân phận, trừ khi quy thuận ta, hiến tế linh hồn, nếu không ngươi nên biết, tuyệt đối không có khả năng còn sống rời đi. Thanh Điền Hoàng hừ lạnh.
dám ở trước mặt đối phương hào phóng cho thấy thân phận, liền căn bản không quan tâm đối phương để lộ bí mật, bởi vì hắn đã hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động. Muốn đánh chết đối phương, chỉ ở một ý niệm mà thôi. Được rồi, ta quy thuận. Trương Huyền gật đầu. Hả? Thanh Điền Hoàng sững sờ. Ở trong phạm vi nhân tộc, những năm này sinh hoạt hắn biết rõ danh sư kiên trì cùng tín niệm, gia hỏa trước mắt này, lúc trước kiêu ngạo như vậy, ngay cả danh sư đường cũng có thể nhẹ nhõm xông qua. Vốn tưởng rằng sẽ có kiên trì, nằm mơ cũng không nghĩ đến trực tiếp đáp ứng. Đây cũng quá sảng khoái a. Quy thuận phải hiến tế linh hồn. Trần trừ một chút, Thanh Điền Hoàng nói. Đương nhiên. Trương Huyền gật đầu. Chương 2240, ta là Thanh Điền Hoàng. 2. Vậy thì hiến tế đi. Có chút không dám tin tưởng, bất quá Thanh Điền Hoàng vẫn gật đầu. Một khi hiến tế linh hồn, một ý niệm có thể để cho đối phương tử vong, không cần sợ phản bội, coi như đối phương quỷ kế đa đoan, cũng không có bất kỳ tác dụng. Chờ một lát, ta hiến tế linh hồn, người thật có thể tìm cho ta một vô hồn kim nhân thích hợp ta. Để cho ta sống sót. Trương Huyền cắt ngang lời của hắn. Điểm ấy không cần lo lắng. Thanh Điền Hoàng khoát tay, ánh mắt lộ ra khinh thường. Còn tưởng rằng gia hỏa này cốt khí ra sao, nguyên lai là muốn sống. Cũng khó trách, sinh tử trước mặt, rất nhiều danh sư bình thường xương cốt cứng rắn cũng sẽ chịu thua, thật giống như mấy tên trước, cũng ngoan ngoãn nghe bản thân phân phó. Vậy, có thể nói cho ta biết trước, phương pháp đi vào vô hồn kim nhân, để cho ta thử xem không? Trương Huyền nói tiếp, phải xác nhận có thể sống, ngươi không gạt ta, mới có thể thần phục. Lại nói, muốn ta hỗ trợ khôi phục hỏa quyển, cũng chỉ có thể cho ta nhục thân, không có nhục thân, chỉ bằng vào linh hồn, là không có biện pháp cầm bút vẽ a. Vu hồn của vu hồn sư, có thể cầm lấy đồ vật, nhưng linh hồn hầu như không thể nào làm được. Cái này... Nhăn mày lại, muốn xem gia hỏa trước mắt này đến cùng nghĩ cái gì, chỉ thấy mặt hắn đơn thuần, nhớ nghĩ tới cảnh tượng lúc trước ở trong thức hải của đối phương thấy, Thanh Điền Hoàng nhẹ gật đầu. Cũng tốt, phương pháp đi vào vô hồn kim nhân rất đơn giản. Nói xong, cẩn thận giảng giải phương pháp đi vào cùng khống chế vô hồn kim nhân một lần. Ta đã biết, thấy đối phương giảng giải cùng mặc hồn sinh truyền thừa không kém nhiều, Trương Huyền lên tiếng. Loại phương pháp này... Hắn đã sớm ngưng tụ thành thiên đạo công pháp, hơn nữa đã học, lúc trước luyện chế tốt phân thân, chia lìa hồn phách đi vào trong đó, chính là dùng pháp quyết này. Người buông ta ra, ta đi vào kim nhân. Quẩy người một cái, phát hiện còn bị vây ở trong tế đàn, không cách nào nhúc nhích, Trương Huyền nói. Không nên chơi bịp bợm gì, vô hồn kim nhân này là ta luyện chế, tự nhiên biết rõ phương pháp hủy diệt, đừng tưởng rằng đi vào trong đó, là có thể đối kháng ta. Thanh Điền Hoàng hừ một tiếng. Hồn phách của ta chỉ có thánh vực nhị trọng, kim nhân này lực lượng mạnh hơn nữa, với ta mà nói, tác dụng cũng không lớn, coi như thật mưu đồ làm loạn, cũng không phải đối thủ. Trương Huyền nói. Dừng lại một chút, Thanh Điền Hoàng gật đầu. Xem ra thật sự có chút thần hồn nát thần tính rồi. Đối phương nói không sai, linh hồn một thánh vực nhị trọng mà thôi, càng lợi hại lại có thể thế nào. Bàn tay lăng không chảo một cái. Hào quang trên tế đàn lập lòe, Trương Huyền cảm thấy trên thân buông lỏng, hồn phách bị khốn trụ lập tức đứng lên. Ta thử xem. Đứng dậy, thân thể Trương Huyền nhoáng một cái, chui vào vô hồn kim nhân trước mắt. Sau một khắc, kim nhân mở mắt. Hoạt động thoáng một phát, cảm giác giống như khống chế khôi lỗi không có khác nhau quá lớn, Trương Huyền lắc đầu. Người, là có xúc giác, linh hồn đi vào nơi đây, tuy có thể sống, nhưng không có xúc giác, giống như mượn xác hoàn hồn. Trên thực tế không khác người chết. Khó trách cho dù vu hồn sư có thể sống lâu dài, cũng có không ít người không muốn học chức nghiệp này. Làm người, tự nhiên muốn sinh hoạt bình thường, ai muốn sống ở trong u ám, kéo dài hơi tàn. Thấy gia hỏa trước mắt này đi vào trong kim thân, không có động tác khác, lúc này Thanh Điền Hoàng mới nhẹ nhàng thở ra. Kim thân là hắn luyện chế, đối phương đi vào trong đó, chẳng khác nào bị giam vào lồng sắt, muốn giết chết vô cùng đơn giản. Hiến tế đi. Hừ một tiếng. Tốt. Trương Huyền nhẹ gật đầu, khống chế kim nhân, hai bước đi vào trước mặt tế đàn. Nếu hiến tế, vậy thì dùng tế đàn này đi. Nói xong kim nhân khẽ động, mi tâm có một đạo linh hồn bắn ra, chậm rãi lơ lửng ở trên không. Ân. Không nghĩ tới gia hỏa trước mắt này như thế chủ động, Thanh Điền Hoàng nhẹ gật đầu, cũng tới trước mặt tế đàn, thân thể nhoáng một cái, vu hồn ly thể. Hắn tu luyện là công pháp vu hồn nhất mạch,
hồn phách âm hàn băng lãnh, khiến người ta còn chưa tới trước mặt liền trông đã khiếp sợ. Vu hồn sư, quan trọng là, linh hồn, chỉ có hiến tế cho hồn thể, mới có tác dụng. Hiến tế, hừ lạnh một tiếng, thanh niên hoàng hài lòng nhìn lại. Vốn tưởng rằng đối phương là nhân vật tàn nhẫn, hiện tại xem ra, còn là quá trẻ tuổi. Chỉ cần thành công hiến tế, chính là thuộc hạ trung thực của mình, sẽ không dám phản kháng. Tốt, Trương Huyền nhẹ gật đầu, vô hồn kim nhân đột nhiên dọc theo tế đàn dạo qua một vòng, bàn tay vỗ xuống. Ô, ô, ân. Toàn bộ phù văn tế đàn lập tức phát sáng lên, thời gian nháy con mắt, một cỗ hấp lực cực lớn mãnh liệt thôn phệ về phía vu hồn của Thanh Điền Hoàng. Ngươi, sao có thể kích hoạt tế đàn? Thanh Điền Hoàng biến sắc. Chương 2241, chung một chỗ lẫn nhau tổn thương. 1. Cái tế đàn này, dùng phương pháp đặc thù của dĩ linh tộc luyện chế, cần sát lục chi khí mới có thể kích hoạt, càng trọng yếu là, dính dáng bí mật của vu hồn sư. Đối phương là danh sư, làm sao có thể kích hoạt? Thanh Điền Hoàng cảm thấy sắp điên rồi. Người khác không biết thứ này đáng sợ, hắn biết rất rõ ràng a. Một khi vận chuyển, có thể câu bắt linh hồn người vào trong đó, cường giả xuất khiếu cảnh cũng khó chống lại. Xì xì xì. Trong lòng khiếp sợ còn không có chấm dứt, liền cảm thấy hấp lực càng lúc càng lớn, phù hồn lơ lửng trên không trung rút cuộc khống chế không nổi, bị gắt gao hút lấy, giống như tùy thời bị truyền tống đến một nơi khác. Ngươi muốn chết, vừa sợ vừa giận, trong lòng biết rõ chúng quỷ kế của gia hỏa này, Thanh Điền Hoàng gào thét một tiếng, vu hồn xòe bàn tay ra, thẳng tắp chộp tới đoàn hồn phách kia. Còn chưa tới trước mặt, chỉ thấy hồn phách này không bị tế đàn ảnh hưởng chút nào, nhẹ nhàng nhoáng một cái, liền tiến vào trong cơ thể kim nhân. Kim nhân này là ta luyện chế, ta muốn ngươi chết, cũng chỉ là sự tình một ý niệm. Không nghĩ tới đối phương đào tẩu, Thanh Điền Hoàng càng thêm tức giận, lần nữa hét lớn. Tinh thần khẽ động, huyệt đạo của vô hồn kim nhân lập tức phong bế, lực lượng trong cơ thể sôi trào, tựa hồ tùy thời sẽ nổ tung. Kim nhân là hắn luyện chế, nhất niệm có thể để nó tự bạo. Khống chế huyệt đạo phong bế, chính là giam linh hồn ở trong đó, không cách nào đào tẩu. Lúc trước Trương Huyền cũng dùng loại phương pháp này, âm chết Ngọc Diệp Vương. Không cần làm phiền ngươi. Thanh âm của Trương Huyền vang lên, ngay sau đó, chợt nghe phốc. Một tiếng. Vô hồn kim nhân như bị xé mở quần áo, từ trung gian trực tiếp vỡ ra. Hồn thể của hắn lập tức đi ra, lớn chừng 10 thước. Đổi lại trước kia, bị nhốt ở trong cơ thể kim thân, huyệt đạo phong bế, hắn cũng trốn không thoát, nhưng mà linh hồn của hắn trải qua diễn không thiên thư thu nhỏ lại. Một khi khôi phục, thật giống như voi cất vào bao tải, người sau tự nhiên không chịu nổi, ngay tại chỗ xé rách ra. Đây là hồn thể của ngươi, sao sẽ lớn như vậy? Chứng kiến Trương Huyền trực tiếp xé rách kim thân thành hai nửa, Thanh Điền Hoàng bối rối. Thân là vu hồn sư, biết rõ hồn thể lớn đại biểu hàm nghĩa là cái gì, cái trước mắt này, trực tiếp đạt tới 10 thước. Cái này cần hồn lực mạnh bao nhiêu? Không đúng, ngươi là vu hồn sư. Lời nói phân nửa, đột nhiên kịp phản ứng, đồng tử co rụt lại. Chỉ có vu hồn sư mới có hồn thể cường đại như thế, đối phương không phải danh sư sao? Tại sao lại biến thành vu hồn sư? Hắn có chút nổi điên. Truyền thừa của vu hồn sư bị diệt sạch, vì học tập, hắn hao tốn không biết bao nhiêu, đối phương là thiên tài danh sư vạn năm không gặp, lại cũng biết. Quả thực phá vỡ thế giới quan của hắn. Chớ khẩn trương. Thấy hắn có chút thất thố, Trương Huyền an ủi một câu, đi vào trước mặt nhục thân của đối phương, tinh thần khẽ động, vu hồn lần nữa thu nhỏ lại đến như chân nhân, dọc theo mi tâm chui vào. Ngươi muốn làm gì? Thấy một màn như vậy, Thanh Điền Hoàng sốt ruột. Đó là nhục thể của hắn, một khi linh hồn của đối phương chui vào, chẳng khác nào đoạt xá, vu hồn của mình không có nơi để đi. Đã bảo ngươi chớ khẩn trương, vừa rồi không phải ngươi dạy ta làm sao sử dụng vô hồn kim nhân sao? Ta thử xem có thể đoạt xá nhục thể của ngươi hay không? Trong khi nói chuyện, vu hồn thuận lợi đi vào cơ thể của Thanh Điền Hoàng, không lâu sau liền mở mắt, đồng thời vặn vẹo cổ thoáng một phát. Ân. Thử một chút, cảm giác cũng không tệ lắm. Thanh Điền Hoàng nhếch miệng cười cười, bàn tay dựng thẳng lên, mãnh liệt đánh tới hồn thể trên tế đàn. Ầm ầm, sát lục chi khí tuôn ra, lực lượng như sông lớn sôi trào. Thật mạnh, cảm nhận được nhục thân mang đến lực lượng, Trương Huyền nhịn không được cảm khái. Tuy trong không gian giới chỉ của hắn cũng có 20 nhục thân dị linh tộc luyện chế khôi lỗi, nhưng so với cái này, kém nhiều lắm, căn bản không có ở trên một cấp bậc.
một cái như sông biển, một cái như dòng suối nhỏ. Ngươi, Thanh Điền Hoàng cảm giác muốn nổ tung. Không nghĩ tới hắn đường đường hoàng giả dị linh tộc, lại bị người âm, mấu chốt nhất là, còn cầm nhục thể của mình, công kích linh hồn của mình. Vô luận nhục thân hay vu hồn bị thương, với hắn mà nói, đều là tai nạn có tính chất hủy diệt. Đáng giận, biết không ngăn cản, vu hồn nhất định sẽ bị một cái tát chụp chết, tinh thần của Thanh Điền Hoàng khẽ động, một cỗ lực lượng cuồng bạo lập tức ngưng tụ thành, cùng trưởng lực va chạm chung một chỗ. Ầm ầm, hai cỗ lực lượng giao phong, Trương Huyền khống chế nhục thân kìm lòng không được lui về sau 7-8 bước. Lợi hại, không nghĩ tới là cường giả xuất khiếu cảnh chính thức. Trương Huyền nhịn không được nói. Còn tưởng rằng Thanh Điền Hoàng này, nhiều nhất giống như Thiên Diệp Vương, đạt tới ngụy xuất khiếu, không nghĩ tới hồn thể trải qua lôi kiếp, là cường giả xuất khiếu cảnh chân chính. Vu hồn là thuộc tính âm, độ khó trải qua lôi kiếp, so với nguyên thần bình thường càng khó khăn. Hắn có thể thành công, thiên phú đáng sợ, nghe rợn cả người. Đi ra thân thể của ta. Không để ý tới Trương Huyền kinh ngạc, Thanh Điền Hoàng gào rú, vu hồn lăng không chảo một cái. Trương Huyền cảm thấy không khí chung quanh như bị giam cầm, còn muốn tiến công sẽ rất khó. Loại giam cầm này, giống như cẩu đường chủ lúc trước, bất quá uy lực cường đại gấp bội. Nếu như lúc trước cẩu đường chủ có thể phát huy ra lực lượng như vậy, hắn khẳng định đã sớm nhận thua, xông đường thất bại. Nhục thân bị giam cầm, Trương Huyền cảm thấy một cỗ lực lượng xé rách cực lớn quét tới, tựa hồ muốn kéo linh hồn của hắn ra khỏi nhục thân. Đừng có gấp, ta sẽ đi ra. Biết rõ đối phương sử dụng thủ đoạn nào đó, tính toán cưỡng ép túm ra, Trương Huyền lắc đầu, bàn tay khẽ đảo, đánh tới ngực mình. Bành! Thân hình liên tiếp lui về phía sau, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, nhục thân thiếu chút nữa bị đánh chết ngay tại chỗ. Ngươi! Thanh Điền Hoàng liên tục run rẩy. Chương 2242, chung một chỗ lẫn nhau tổn thương. 2. Có thể lại vô sỉ chút sao? Đây là nhục thân của ta. Bành! Đang tức đến không biết nên nói cái gì, liền thấy đối phương lần nữa vỗ ngực một trường. Phốc! Phun ra càng nhiều máu tươi. Dừng tay! Bị tế đàn bao phủ, không đào thoát được, Thanh Điền Hoàng giống to. Đối phương tiếp tục đánh như vậy, nhục thân bị hủy, coi như vu hồn chạy thoát, cũng là chó nhà có tang, thực lực tất nhiên giảm bớt đi nhiều. Người trước dừng tay, ta sẽ dừng tay. Lười để ý đến đối phương gào thét, bàn tay của Trương Huyền giơ lên. Tùy thời có thể công kích. Được, ta dừng tay. Vẻ mặt tràn đầy hận ý, Thanh Điền Hoàng thu tay trở về, hàm răng sắp cắn nát. Không có biện pháp không dừng tay, tiếp tục công kích nữa, hắn thật sợ mình sẽ bị đập nát. Thật muốn như vậy, nhục thân này, muốn trở về cũng phế đi. Ầm ầm, vừa rút lực lượng ở bốn phía về, không giam cầm đối phương nữa, Thanh Điền Hoàng đang muốn nói chuyện, liền chứng kiến một bàn tay bổ tới. Chỉ thấy bản thân dừng lại, đối phương lại không ngừng, ngược lại một cái tát đập tới. Ta a còng đô la phần trăm. Vu hồn lắc lư, thiếu chút nữa bị chụp chết ngay tại chỗ, Thanh Điền Hoàng cảm thấy cả người sắp muốn điên rồi. Từ khi trở thành hoàng giả của Thanh Điền nhất mạch, lúc nào chịu qua loại ủy khuất này. Xuất thủ cũng không phải, không ra tay cũng không phải, vô luận làm như thế nào, bị đánh đều là bản thân. Dừng tay. Kim Long không được vận dụng lực lượng ngăn trở công kích của đối phương, đang muốn làm mấy thứ gì đó, chỉ thấy đối phương giơ tay lên, lần nữa đánh tới nhục thân. Phốc phốc phốc, lần này ác hơn, máu tươi điên cuồng phun ra, nội tạng tựa hồ cũng nhận lấy thương thế khó có thể chữa trị. Rút lực lượng về, đối phương lại bổ tới vu hồn một trường. Liên tục như thế, Thanh Điền Hoàng chỉ cảm thấy hồn thể càng ngày càng yếu. Đường đường cường giả xuất khiếu cảnh, càng là vu hồn sư. Lại có thể bị một gia hỏa thánh vực nhị trọng sắp đùa chơi chết, cả người cảm thấy sắp kiên trì không nổi. Người, không nên vô sỉ như vậy có được hay không? Người không phải danh sư sao? Danh sư không nên chú ý đạo nghĩa, chú ý quy tắc sao? Nào có đoạt xá nhục thân người khác, tới tiến công linh hồn của đối phương chứ? Như vậy bảo ta đánh như thế nào? Không được, tiếp tục như vậy, coi như vu hồn không chết, nhục thân cũng khẳng định phế đi. Có thể trở thành hoàng giả của Thanh Điền nhất mạch, hơn nữa bố cục lâu như vậy, tự nhiên không phải thế hệ đơn giản. Cho dù phương pháp của đối phương vô sỉ, nhưng lại không thể không nói, đối phó tình huống hiện tại là hữu hiệu nhất. Sợ ném chuột vỡ bình, không dám hạ tử thủ với nhục thân, đối phương chẳng khác nào một mực dựng ở thế bất bại, bản thân chỉ có thể bị động ăn đòn.
cực kỳ nghiêm trọng, rút cuộc ngăn cản không nổi hấp lực của tế đàn. Vù vù, liền biến mất khỏi tại chỗ, bị hấp thu vào. Nguy rồi, thấy gia hỏa này bị đánh không thể chống cự hấp lực, bị tế đàn hút đi, sắc mặt Trương Huyền trầm xuống. Một bên khác của tế đàn là địa cung, nhục thân của bản thân vẫn còn ở đó, gia hỏa này thực lực cường đại như thế, thật muốn động thủ, phiền toái không nhỏ. Nắm chặt thời gian đi qua. Biết rõ chậm trễ nữa, gây chuyện không tốt thật sẽ xuất hiện đại phiền toái, tinh thần khẽ động, phù hồn từ trong thân thể đối phương bay ra, bàn tay vẫy vẫy, thu thi thể đối phương vào không gian giới chỉ. Hắn hồn phách mà đến, không có đeo giới chỉ, này cái là của Thanh Điền Hoàng, nắm nhục thân của đối phương, giới chỉ tự nhiên cũng ở trong tay. Không kịp nhìn kỹ, giấu giới chỉ ở một nơi hẻo lánh, lúc này thân thể mới nhoáng một cái, sau một khắc đã đi tới trước mặt tế đàn. Phần phật, hào quang lóe lên, cũng từ tại chỗ biến mất. Vù vù, Thanh Điền Hoàng xuất hiện ở địa cung. Cái gì? Là vu hồn. Vu hồn của hắn mang theo âm hàn chi ý, vừa xuất hiện đã bị đám người Ngô sư phát hiện, tất cả đều đồng loạt đứng lên, tràn đầy cảnh giác. Nhiều danh sư như vậy. Chỉ trong chốc lát, danh sư đường lại tới rất nhiều danh sư, chừng 20-30 vị, những người này thủ hộ ở chung quanh, là bảo vệ Trương Huyền, không nghĩ tới trực tiếp thấy được Thanh Điền Hoàng. Bị bọn hắn bắt lấy, thì xong rồi. Ra đầu nổ tung. Bản thân bị thương, lại gặp được nhiều danh sư như vậy, coi như hắn là cường giả xuất khiếu cảnh chính thức, gây chuyện không tốt cũng sẽ vẫn lạc. Hả, đó là nhục thể của hắn. Thật tốt quá, người đã đoạt xá ta, ta liền đoạt xá ngươi. Nhìn quanh một vòng, đang suy tư làm sao bây giờ, đột nhiên thấy được thân thể Trương Huyền, ánh mắt Thanh Điền Hoàng nheo lại. Người bất nhân, vậy đừng trách ta bất nghĩa. Cùng lắm thì, chúng ta chung một chỗ tổn thương lẫn nhau a. Chương 2243, ngươi là đang tìm ta sao? 1. Nguy rồi, phu hồn này muốn đoạt xá Trương sư. Nhanh ngăn trở. Cảm nhận được phu hồn thẳng tắp phóng về phía Trương Huyền, đồng tử đám người Ngô sư co rụt lại, nhao nhao xuất thủ. Phu hồn của Thanh Điền Hoàng, cho dù trải qua lôi kiếp, như trước mang theo âm hàn, dùng thần thức dò xét mà nói, rất dễ dàng phát hiện tung tích. Rầm rầm, lực lượng như mưa. Hừ, liên tục trúng mấy chưởng, ánh mắt của Thanh Điền Hoàng nheo lại. Mới vừa rồi bị động ăn đòn, là vì đối phương đoạt xá nhục thể của hắn, bản thân sợ ném chuột vỡ bình, không dám thi triển công kích mạnh nhất, bọn danh sư này, cho dù thực lực không kém, nhưng hắn chỉ muốn đào tẩu mà nói, căn bản ngăn không được. Giam cầm, người đang ở trên không trung liền điểm tới. Rầm ào ào, một đạo gợn sóng quét tới bốn phía. Không gian trong địa cung như bị một cỗ lực lượng khổng lồ cố định, mọi người thời gian nháy con mắt, tựa như lâm vào đầm lầy, vô luận hành động hay công kích, đều nhận lấy hạn chế. Là cường giả xuất khiếu cảnh. Trương Cửu Tiêu biến sắc, sốt ruột la lên. Có thể thi triển ra lực lượng cường đại như thế, giam cầm tất cả công kích của bọn hắn, thực lực của vu hồn này dĩ nhiên trải qua lôi kiếp, đạt đến xuất khiếu chính thức. Cường giả loại này, căn bản không phải nhiều người có thể chiến thắng. Du Long đại trận, cũng biết vị trước mắt này không dễ đối phó, Ngô sư hét lớn. Du Long đại trận là trận pháp mà mỗi vị danh sư của danh sư đường đều tu luyện, dùng để ứng đối nguy hiểm. Rầm ào ào, tiếng la chấm dứt, trận pháp cũng đã hình thành, hơn 20 danh sư hình thành trận pháp, toàn bộ địa cung lập tức bị khí tức cường đại càn quét, nhẹ nhàng chấn động, gông cùm xiềng xích lúc trước bao phủ, tựa như khối băng vỡ vụn ra. Xuất khiếu cảnh giam cầm. Cũng không phải giam cầm không gian chính thức, mà là dùng lực lượng cường đại phong tỏa bốn phía, lực lượng vượt qua cực hạn, tự nhiên sẽ không chịu nổi. Không nghĩ tới bọn danh sư này phản ứng nhanh như vậy, thời gian nháy con mắt liền hình thành trận pháp đột phá giam cầm, Thanh Điền Hoàng không dám chần chờ, vu hồn mãnh liệt xông lên, đi vào trước mặt Trương Huyền, thuận theo mi tâm chui vào. Hặc hặc, vừa tiến vào trong cơ thể đối phương, Thanh Điền Hoàng nhịn không được cất tiếng cười to. Không phải muốn giết ta sao? Hiện tại ta tiến vào thân thể của ngươi, nhìn ngươi giết như thế nào? Trương sư, không nghĩ tới vu hồn này thật đoạt xá Trương Huyền, đám người Ngô sư đều tròng mắt đỏ hoe, cực kỳ sốt ruột. Tuy bọn hắn hiểu rõ chức nghiệp vu hồn không nhiều lắm, nhưng biết rõ, một khi bị đoạt xá, hồn phách của mình chẳng khác nào bị gạt bỏ, người triệt để chết đi. Trương sư đang tu luyện, được nhiều người như vậy thủ hộ, rõ ràng còn xuất hiện cái sọt lớn. Quả thực tội không thể thứ cho. Rầm ào ào. Trong nháy mắt bao quanh vây lại,
từng cái đằng đằng sát khí. Như thế nào, muốn động thủ sao, tới đây a, trước đánh chết vị danh sư thiên tài này của các ngươi lại nói. Khống chế được nhục thân của Trương Huyền, Thanh Điền Hoàng hưng phấn hét lớn, bất quá, tiếng la còn không có chấm dứt, đồng tử đột nhiên co rút lại, như gặp quỷ rồi. A, đây là cái gì, không, phù phù, nằm trên mặt đất liên tục run rẩy, có tiếng kêu thảm thiết xông thẳng Vân Tiêu. Ách, đám người Ngô sư đang tính công kích, từng cái hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải. Vừa rồi còn kiêu ngạo cực kỳ khủng khiếp, như thế nào trong chớp mắt liền như vậy rồi hả? Không, ta không đoạt xá nữa, để cho ta rời đi. Để cho ta rời đi. Kêu thảm thê lương, phu hồn của Thanh Điền Hoàng điên cuồng giãy giụa muốn lao ra nhục thân của Trương Huyền, lại phát hiện tất cả huyệt đạo đã bị phong bế, căn bản trốn không thoát. Đừng giết ta, ta không muốn thương tổn lẫn nhau, thật không muốn, để cho ta đi còn không được sao, van cầu ngươi. Xì 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 xì. Tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng vang, Thanh Điền Hoàng như gặp được chuyện vô cùng đáng sợ. Thanh âm càng ngày càng nhỏ, dần dần biến mất. Vù vù. Tế đàn lóe lên, Trương Huyền xuất hiện. Thanh Điền Hoàng thực lực mạnh mẽ, vạn nhất náo ra chuyện gì, liền phiền toái lớn rồi. Mới xuất hiện, đang muốn tìm kiếm Thanh Điền Hoàng, liền chứng kiến trước mắt đứng đầy danh sư. Lại tới nữa một cái, chết đánh hắn cho ta. Không biết người nào hô một tiếng. Còn không kịp phản ứng, Trương Huyền liền cảm thấy lực lượng cường đại bao phủ tới. Thiên đạo công pháp tu luyện vu hồn, mặc dù không có âm hàn, mọi người không thấy bộ dáng, nhưng thần thức vẫn có thể phát hiện. Dưới tình huống bình thường, thần thức rất ít liên tục vận chuyển, bởi vậy lặng lẽ rời đi, lặng lẽ đến, cũng sẽ không bị phát hiện. Hiện tại tế đàn vận chuyển, lại có tiền lệ vu hồn sư, thần thức đã sớm tập trung xung quanh, vừa xuất hiện đã bị phát hiện. Đùng đùng. Công kích điên cuồng quét tới, da đầu của Trương Huyền lập tức nổ tung. Này là cái tình huống gì? Chỉ đi ra ngoài một lát, làm sao sẽ đến nhiều danh sư như vậy? Lại vì sao điên cuồng công kích ta? Đây là, điên rồi sao? Thanh Điền Hoàng đâu? Mấu chốt nhất là, bây giờ còn không thể giải thích, một khi giải thích, thân phận vu hồn sư liền giữ không được, tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn ở danh sư đường, phiền toái không ít. Phiền muộn sắp thổ huyết, thân thể nhoáng một cái, Trương Huyền lần nữa thu nhỏ lại, khó khăn lắm tránh thoát mọi người công kích. Mãnh liệt nhảy tung, rất nhanh vào tới nhục thể của mình. Còn nữa, muốn chết. Giết hắn đi. Tất cả mọi người điên rồi. Vừa rồi không có thủ hộ được Trương Sư, để cho một phu hồn đoạt xá, không nghĩ tới cái này vừa đến, lại càng thêm cả gan làm loạn, còn muốn xông lại, quả thực là có thể chịu đựng nhưng không thể nhẫn nhục. Rầm rầm. Các loại công kích lan tràn, triệt để ngăn trở chung quanh thân thể Trương Huyền. Trương Huyền phát điên. Không đi giáo huấn Thanh Điền Hoàng, sao đám người kia lại nhằm vào mình hả? Chương 2244, ngươi là đang tìm ta sao? 2. Đỉnh đỉnh, tới đây. Trong lòng vội vàng gọi Kim Nguyên Đỉnh ở cách đó không xa. Đối phương thần phục hắn, có thể dùng tinh thần tiến hành câu thông. Chủ nhân, nghe được thanh âm. Kim Nguyên Đỉnh vội vàng bay tới. Mau đưa ta đến tế đàn. Mọi người công kích rậm rạp chằng chịt, căn bản không qua được, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể dựa vào nó hỗ trợ. Vâng. Kim Nguyên Đỉnh lên tiếng, lộ đỉnh vù vù thoáng một phát, đi vào trước mặt nhục thân của Trương Huyền. Mọi người tránh ra. Ở trong tiếng gầm gừ, mãnh liệt đụng tới, thi thể Trương Huyền ở dưới va chạm, thẳng tắp xông về trước. Đùng đùng. Một hồi thanh âm gãy xương vang lên. Trương Huyền che chán. Ngươi không thể nhẹ một chút được sao? Sớm biết Kim Nguyên Đỉnh không đáng tin cậy, không nghĩ tới không đáng tin cậy như vậy. Cực kỳ phiền muộn, nhưng cũng biết, bây giờ không phải là thời điểm nói những điều này, thấy nhục thân bay tới, phu hồn khẽ động, mãnh liệt chui vào. Chân khí trong cơ thể chuyển một cái, thương thế trên người phục hồi từ từ, mở mắt, nhìn về phía mọi người. Vừa rồi Thanh Điền Hoàng đến, các ngươi có phát hiện không? Nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy mọi người đằng đằng sát khí, tùy thời sẽ động thủ. Các ngươi muốn làm gì? Ánh mắt nheo lại. Ngươi là ai? Coi như đoạt xá Trương Sư, cho rằng có thể chạy thoát sao? Ngô sư quát lớn. Thần thức thăm hỏi xuống, bọn hắn từng chứng kiến, phu hồn vừa tới kia tiến vào thân thể của Trương Sư, đoạt xá, từng cái đều sắp tức điên rồi. Một cái đoạt xá thì thôi. Liên tục hai cái.
Các ngươi đây là cảm thấy danh sư đường chúng ta dễ khi dễ. Thân thể Trương sư trở thành sân chơi sao? Ta là Trương Huyền, vừa rồi tu luyện, hiện tại đã tỉnh lại. Biết rõ mọi người cũng là lo lắng hắn, Trương Huyền lắc đầu. Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ tin tưởng lời này. Ngô sư lắc đầu. Mọi người cũng không tin. Phu hồn vừa mới vào, ngươi liền mở mắt. Ngươi nói là Trương sư, làm sao có thể? Không tin. Trương Huyền nhíu mày. Ngô sư, vừa rồi ngươi công kích ta, sử dụng chiêu thứ 7 của lục hợp kiếm pháp, trong đó có 8 chỗ thiếu sót, theo thứ tự là kiếm khí không tinh, khí tức không tinh khiết, lực lượng bất chính, tinh khí chưa đủ. Biết rõ giải thích như thế nào cũng không có tác dụng, chẳng muốn nói nhảm, Trương Huyền nói thẳng ra vấn đề trên chiêu số của hắn. Loại năng lực này, chỉ có danh sư mới có, dùng để chứng minh bản thân không còn gì tốt hơn. Cái này, nghe được đối phương nói, thân thể Ngô sư nhoáng một cái. Một chỗ thiếu sót cuối chung là vì ở Khâu Ngô cung bị ma âm quấy nhiễu, linh hồn bị hao tổn, đến bây giờ không có triệt để khôi phục. Không biết ta nói đúng không? Ách, vâng. Dừng lại một chút, Ngô sư gật đầu. Như vậy tin ta là Trương Huyền chưa? Trương Huyền nhướng mày. Vâng. Ngô sư vội vàng gật đầu. Có thể nói ra nhiều thiếu sót như vậy, còn nói ra sự tình Khâu Ngô cung, tự nhiên là Trương sư không thể nghi ngờ. Xảy ra chuyện gì, tại sao các ngươi công kích ta? Thấy mọi người xác nhận thân phận, Trương Huyền nhẹ nhàng thở ra, đồng thời có chút nghi hoặc cau mày. Bản thân đủ cẩn thận rồi, kết quả mới xuất hiện đã bị phát hiện, còn thiếu chút nữa bị đánh chết, đến cùng xảy ra chuyện gì? Là như thế này. Ngô sư tranh thủ nói sự tình vừa rồi một lần. Ngươi nói, một phu hồn tiến vào thân thể của ta, sau đó. Không ngừng kêu thảm. Lông mi nhảy dựng. Trương Huyền không thể tin được. Thanh Điền Hoàng này có phải ngốc hay không? Trong cơ thể mình tất cả đều là thiên đạo chân khí, đúng là khắc tinh của vu hồn, trực tiếp xông tới, giống như dê xông vào bầy hổ, có cái gì khác nhau? Vốn nghĩ rằng đối phương đào tẩu khó có thể bắt lấy nữa, không nghĩ tới, bản thân tự tìm đường chết. Xem ra, là thấy ta đoạt xá nhục thể của hắn, sử dụng rất tốt, nên muốn thử xem a. Xoa xoa mi tâm. Đường đường hoàng giả của Thanh Điền nhất mạch. Cường giả xuất khiếu cảnh, không nghĩ tới lại có thể làm ra chuyện ngu xuẩn như thế, cái này tốt rồi, đoán chừng bị thiên đạo chân khí của mình ăn mòn thành cho tàn, theo người ta bốc hơi. Ta không sao, vừa rồi tu luyện công pháp đặc thù, cả người không có ý thức. Đoán không sai, hai vu hồn chui vào trong cơ thể ta đã bị tàn phá. Khoát tay áo, Trương Huyền cũng không giải thích. Vâng, thấy hắn nói như vậy, mọi người không muốn hỏi nhiều. Người khác khó hiểu. Ngô sư lại lòng dạ biết rõ. Thân là thiên nhận danh sư, nhục thân dễ dàng bị đoạt xá như vậy, đoán chừng Khổng sư đã sớm chết, làm sao có thể trở thành vạn thế chi sư. Cảm tạ chư vị thay ta hộ pháp. Biết rõ mọi người là vì hắn, mới dũng mãnh như thế, Trương Huyền ôm quyền cảm kích. Trương sư khách khí. Tất cả mọi người đều gật đầu. Hàn huyên hai câu, Trương Huyền không nói thêm nữa, mà tràn đầy kỳ quái nhìn lại trong thân thể. Coi như Thanh Điền Hoàng đi vào trong cơ thể bị thiên đạo chân khí giết. Người mạnh như thế cũng có thể lưu lại cái gì mới phải, không có khả năng cái gì cũng không còn a. Hắc hắc, ngươi là đang tìm ta sao? Đang nội thị, đột nhiên một thanh âm âm trầm vang lên ở trong đầu, giống như quỷ mị, âm hàn rét thấu xương. Chương 2245, một con mắt. Một. Người nào? Trương Huyền chỉ cảm thấy tóc gáy toàn thân dựng đứng. Nói chuyện ở trong đầu hắn. Lại không biết rõ tình hình. Rút cuộc là người nào? Vội vàng nhìn về phía địa phương thanh âm vang lên, như thấy được một thông đạo ngăm đen, lan tràn không biết bao xa, liếc nhìn không tới cuối. Vào đi. Thấy hắn phát hiện thông đạo, thanh âm âm lãnh vang lên lần nữa, ngay sau đó Trương Huyền liền cảm thấy thân thể nhoáng một cái, ý thức xuất hiện ở trước mặt thông đạo. Lại có thể bị đối phương hút đến nơi này. Ngươi rút cuộc là người nào? Khuôn mặt khó coi. Trương Huyền nhìn vào trong thông đạo, sau đó chứng kiến một con mắt thật to xuất hiện ở trước mắt, lúc mở lúc đóng, tựa như chiếu xạ tâm linh con người, khiến người ta sinh ra tạp niệm. Khó trách có thể làm cho thuộc hạ của ta thảm như vậy. Nguyên lai là thiên nhận danh sư, nhiều năm như vậy, thiên nhận danh sư lại xuất hiện. Tiếng cười lạnh vang lên. Ngươi có thể nhìn ra ta là thiên nhận danh sư. Ánh mắt nheo lại, trong lòng Trương Huyền căng thẳng. Thân phận của hắn. Coi như là thánh vực thất trọng như Lạc Thừa Tân cũng nhìn không ra, đối phương lại liếc xem thấu, không khỏi quá lợi hại đi.
ngay cả cái này cũng nhìn không ra, thì có tư cách gì tranh đấu với Khổng sư nhiều năm như vậy? Lóe lên một cái, ánh mắt khẽ nói. Cùng Khổng sư tranh đấu nhiều năm, ngươi là, Ngoan Nhân. Nhíu mày, ánh mắt Trương Huyền nheo lại. Lúc trước, Ngoan Nhân phong ấn trong Thiên Đạo Chi Thư đã nói với hắn, bí pháp câu bắt linh hồn là đặc thù của mình, đoán không sai, một phần của Ngoan Nhân ở đầm lầy Tế Bắc. Không nghĩ tới lại xuất hiện ở đây. Hơn nữa còn là một con mắt thật to. Ngươi nghe nói qua ta. Nhẹ nhàng cười cười, thanh âm tiếp tục vang lên. Cũng đúng, ta vây khốn Khổng sư ở Trần Thái, thiếu chút nữa giết hắn. Coi như danh sư đường vì giữ gìn tôn nghiêm của vạn thế chi sư, khẳng định cũng sẽ ghi chép lại. Vây khốn Khổng sư. Trương Huyền sững sờ. Ngoan Nhân trong Thiên Đạo Chi Thư, bởi vì chết một phần thân thể, ký ức bị hao tổn, không ít chuyện về Khổng sư cũng không nhớ kỹ, cái trước mắt này rõ ràng biết càng nhiều. Khổng sư ở trong lòng hắn vẫn luôn là tồn tại vô địch, ở toàn bộ danh sư đại lục, càng là người người kính ngưỡng. Lại bị Ngoan Nhân khốn ở Trần Thái thiếu chút nữa chết. Việc này, là chưa từng nghe nói qua. Xem ra ngươi không biết, bất quá, không biết cũng không sao. Có thể nuốt một vị thiên nhận danh sư, lực lượng nhất định có thể khôi phục không ít, đến lúc đó. Có thể tránh thoát chỗ đó, biển rộng bằng ngư dược, trời cao mặc chim bay rồi. Ánh mắt tỏa ánh sáng, thanh âm của Ngoan Nhân tràn đầy hưng phấn. Xem ra chỉ có thể ủy khuất ngươi, chết đi cho ta. Vù vù. Ngay sau đó Trương Huyền liền cảm thấy hắc động trước mắt sinh ra một cỗ hấp lực cực lớn, tựa hồ muốn thôn phệ hồn phách của mình vào. Nguy rồi, đây là Ngoan Nhân tự mình thi triển chi thuật câu bắt. Sắc mặt khó coi. Lúc trước, Thanh Điền Hoàng mượn nhờ tế đàn, thiếu chút nữa không chống lại được, Ngoan Nhân tự mình thi triển, làm sao ngăn cản. Cảm nhận được mình tùy thời bị thông đạo màu đen hấp đi, ra đầu Trương Huyền nổ tung. Không hổ là Ngoan Nhân đã từng chiến đấu với Khổng sư. Thực lực bây giờ, coi như trăm không còn một, cũng không phải hắn có thể chống lại. Chênh lệch thật sự quá lớn. Tiếp tục như vậy nữa, sớm muộn gì cũng bị nuốt vào. Tuy không biết thông đạo màu đen trước mắt là cái gì, nhưng chỉ cần ngã vào trong đó, coi như không chết cũng không xê xích gì nhiều. Trương Huyền cắn chặt răng, gắt gao kiên trì, cùng thời khắc đó, tinh thần lặng lẽ câu thông Ngoan Nhân trong Thiên Đạo Chi Thư. Nếu như đoán không sai, ứng với đầu lâu cùng mắt phải của ta. Sóng tinh thần của Ngoan Nhân truyền đến. Nên làm cái gì bây giờ? Trương Huyền vội vàng nói. Loại phương pháp linh hồn câu bắt này, tuy lợi hại, nhưng khoảng cách quá xa, còn rất khó làm được, thật giống như Thanh Điền Hoàng mượn tế đàn. Ta khôi phục thực lực đến đỉnh phong, cách xa nhau mấy vạn, hơn 10 vạn dặm, cũng có thể câu giết chủ nhân. Nhưng bây giờ mà nói, hẳn là mượn kết nối nào đó, chỉ cần chặt đứt kết nối, liền an toàn. Suy nghĩ một chút. Ngoan Nhân nói, thời điểm lực lượng mạnh nhất, cách xa nhau mấy vạn dặm, hơn 10 vạn dặm, giết một thánh vực nhị trọng, chỉ cần chuẩn bị thỏa đáng, có huyết dịch của đối phương, một ý niệm có thể làm được, nhưng lúc trước bị đánh vỡ nát, khắp nơi đều là tàn thi, coi như khôi phục nhiều hơn hắn, muốn làm được điểm ấy, cũng là không thể nào. Khả năng duy nhất là giống như Thanh Điền Hoàng lúc trước, mượn các loại đồ vật như tế đàn. Kết nối, không sai. Nghe được lời của hắn. Trương Huyền sửng sốt một chút, linh quang lóe lên. Là hồn phách của Thanh Điền Hoàng. Phu hồn của Thanh Điền Hoàng đi vào thân thể của mình, gia hỏa này có lẽ là mượn lực lượng của hồn phách, mới muốn câu lấy mình. Xem ra gia hỏa này còn không có bị ăn mòn sạch sẽ, ta cũng muốn nhìn xem, ngươi ở địa phương nào. Đã biết nguyên nhân, Trương Huyền nhẹ nhàng thở ra, ý thức chống cự hấp lực của thông đạo màu đen, đồng thời thần thức lan tràn, cẩn thận tìm kiếm ở trong người. Đã tìm được. Không lâu sau, quả nhiên bị hắn phát hiện một phu hồn giấu ở trong góc thức hải. Dưới tình huống thiên đạo chân khí không người khống chế, có thể du tẩu toàn thân, cũng rất khó đi vào thức hải, xem ra gia hỏa này ẩn núp đến nơi đây, tránh thoát một kiếp. Hừ! Tinh thần khẽ động, thiên đạo chân khí lập tức lao qua. A! À, Thanh Điền Hoàng kêu thảm, Trương Huyền cảm thấy thông đạo màu đen cực nhanh lui về phía sau, con mắt thật to cũng lắc lư hai cái, tùy thời biến mất. Không nghĩ tới bị phát hiện rồi, bất quá không sao cả, người nhất định sẽ chết ở trên tay của ta. Phát ra gào thét trầm lắng, ánh mắt đã mất đi tung tích. Lúc này Trương Huyền mới phát hiện, bản thân như trước đứng ở trong địa cung, vẫn không nhúc nhích, trên đầu tràn đầy mồ hôi lạnh. Chương 2246, một con mắt. 2. Vừa rồi trong nháy mắt đó,
thật giống như lâm vào ảo cảnh đặc thù, thiếu chút nữa bị đối phương thôn phệ. Lợi hại. Tuy an toàn, vẫn nhịn không được lòng còn sợ hãi. Thật đáng sợ. Nếu vừa rồi không kịp phản ứng, chỉ sợ ý thức đã bị đối phương câu đi. Bị gia hỏa này nắm đi, chỉ sợ không có dễ lừa dối như Thanh Điền Hoàng rồi. Chủ nhân, vừa rồi loại tình huống đó, ta không dám ra tay, một khi động thủ, chẳng khác nào bại lộ. Đối phương vô cùng có khả năng thi triển ra phương pháp càng thêm điên cuồng, chỉ biết càng thêm bất lợi với chủ nhân. Thanh âm của ngoan nhân ở trong thiên đạo chi thư truyền đến. Ân. Trương Huyền gật đầu. Đối phương nói không sai. Chỉ cần ngoan nhân xuất thủ, đối phương tất nhiên có thể phát hiện. Ngoan nhân muốn thôn phệ đối phương tất nhiên cũng muốn thôn phệ bên này. Vì vậy, làm như thế mà nói, sẽ chỉ làm đối phương càng thêm điên cuồng. Thực muốn làm như thế, chỉ biết sớm để cho đối phương biết ngoan nhân tồn tại, về sau còn muốn động thủ liền khó khăn. Ít nhất hiện tại, địch nhân ở ngoài sáng, ngoan nhân ở trong tối. Có thể chiếm cứ quyền chủ động rất lớn. Thực lực của hắn đạt đến mức nào? Ngươi có phải đối thủ hay không? Không có xoắn suýt những thứ này, Trương Huyền hỏi. Thực lực cụ thể của hắn, ta không nhìn ra, bất quá. Có lẽ thấp nhất cũng đạt đến xuất khiếu cảnh. Thực lực của ta bây giờ, không phải là đối thủ, bất quá. Ăn Thanh Điền Hoàng mà nói, có lẽ có thể đạt tới xuất khiếu. Chần chừ một chút, ngoan nhân nói. Ăn. Sửng sốt một chút, Trương Huyền gật đầu. Dị linh tộc có bí pháp thôn vệ nhân loại, thôn vệ danh sư tiến bộ, mặc dù Thanh Điền Hoàng là dị linh tộc, có thể tu luyện vu hồn chi thuật, càng đạt đến xuất khiếu cảnh, thôn vệ, đối với thực lực tăng lên, tất nhiên có trợ giúp thật lớn. Vâng. Ngoan nhân đáp. Đợi ta tra xét xong, sẽ giao ngươi xử trí. Dừng lại một chút, Trương Huyền nói. Bị thiên đạo chân khí vây khốn, hơn nữa vừa rồi ăn mòn, thực lực của Thanh Điền Hoàng bây giờ rồi hao tổn hơn phân nửa, không quan trọng gì. Còn có chút nghi hoặc, hỏi xong lại cho đối phương cũng không muộn. Trương Sư. Nói phức tạp, trên thực tế theo thông đạo màu đen xuất hiện, đến thời khắc này, bất quá hơn 10 cái hô hấp mà thôi, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy đám người Ngô Sư vẻ mặt lo lắng nhìn qua. Ta không sao, Ngô Sư, ngươi đi theo ta, đúng rồi, đưa tế đàn này đến danh sư đường, chờ người tổng bộ tới, giao cho bọn họ, coi như là chứng cứ. Trương Huyền nói. Vâng. Ngô Sư an bài một tiếng, đi theo sau lưng Trương Huyền ra địa cung. Minh Lý Chi nhãn chiếu rọi, Trương Huyền dò xét bốn phía, không lâu sau, tìm đúng phương hướng, thẳng tắp bay về phía trước. Phủ đệ của Trần Chiết tọa lạc ở biên giới Thanh Nguyên Thành rồi, hai người cấp tốc phi hành, không lâu sau liền đi tới chỗ sâu trong núi rừng, tìm một lát, chứng kiến một căn nhà gỗ xuất hiện ở trước mắt. Chính là nơi này, không nghĩ tới cả hai cách chừng vài chục dặm. Xác nhận thoáng một phát, Trương Huyền có chút kinh hãi. Còn tưởng rằng hai tế đàn cách nhau không xa, không nghĩ tới đã đạt đến hơn 10 dặm. Khoảng cách xa như vậy, nhẹ nhõm câu lấy linh hồn của mình, chiêu này của ngoan nhân thực quá đáng sợ. Đi vào nhà gỗ, tìm được giới chỉ vừa rồi giấu kỹ. Cái này, nhìn trong phòng cũng có một tế đàn giống nhau, Ngô Sư có chút không dám tin tưởng. Ngươi xem một chút đây là ai? Giữ giới chỉ ở trong lòng bàn tay, thiên đạo chân khí nhẹ nhàng chuyển một cái, phá hủy linh hồn ấn ký ở trong đó, tinh thần khẽ động, một thi thể xuất hiện ở trước mặt. Đây là, Điền Thanh Phó Đường Chủ, hắn không phải tự bạo sao? Ngô Sư sững sờ. Điền Thanh ở trước mặt hắn tự bạo, thi thể cũng bị mang về danh sư đường rồi, sao nơi đây còn có một cái? Hơn nữa nhìn lên hoàn hảo không tổn hao gì, khí tức càng mạnh hơn. Đây là hắn ngụy trang. Bàn tay của Trương Huyền nhẹ nhàng vẽ một cái. Dầm ào ào. Ngụy trang bị xóa đi, thi thể trước mắt lập tức tăng lên một vòng, cao chừng hơn 2 mét, mặc dù dung mạo không có biến hóa, nhưng khí tức trên thân lại mang theo sát lục chi khí làm cho người hoảng sợ. Dị linh tộc. Ánh mắt của Ngô Sư lập tức híp lên. Ân, không sai, không chỉ dị linh tộc, còn là Thanh Điền Hoàng. Trương Huyền gật đầu. Hoàng giả của Thanh Điền nhất mạch. Ngô Sư ngạc nhiên. Điền Thanh Phó Đường Chủ, tại sao có thể là hoàng giả của Thanh Điền nhất mạch? Nếu như vậy mà nói, làm sao có thể ở chung mấy trăm năm, lại chưa nhận ra được? Là như thế này. Biết đối phương không thể tin được, Trương Huyền nói sự tình lúc trước biết rõ ra. Cái này, Ngô Sư liên tục run rẩy. Đường đường dị linh tộc của Thanh Điền nhất mạch, cải biến thân phận, biến thành phó đường chủ, quản lý một phương,
bọn hắn cũng không phát hiện, tội khó có thể nói nên lời rồi. Nếu như là thật, toàn bộ danh sư đường, còn có vô số danh sư cũng như thế. Chương 2247, Chuyển Thế Thiên Phù. 1. Ta gọi ngươi tới, ngươi có lẽ rõ, chuyện này, không có khả năng tiết ra ngoài, nếu không. Người người đều sợ hãi, liên lụy thật quá lớn. Biết rõ đối phương ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, Trương Huyền dặn dò. Bất quá, phản đồ của nhân loại, phải điều tra ra, nếu không tai họa không nhỏ. Vì vậy, người phải ở sau lưng truy xét, tranh thủ nhổ tận gốc căn cơ mà Thanh Điền Hoàng lưu lại, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Vâng, Ngô Sư gật đầu. Trương Sư nói không sai, chuyện này liên lụy căn cơ của danh sư đường, không có khả năng phớt lờ. Nếu không, danh sư đường của Thanh Nguyên Đế Quốc sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cái thi thể này lưu cho ngươi, ngươi nghĩ biện pháp xử trí, chờ ngươi tổng bộ tới, coi là chứng cứ, báo cáo kỹ càng sự tình một lần là được. Trương Huyền khoát tay áo. Thi thể của Thanh Điền Hoàng, tuy sức chiến đấu rất mạnh, nhưng với hắn mà nói, không có ý nghĩa gì, không linh hoạt bằng dùng thân thể của mình. Mấu chốt nhất là, còn liên lụy thân phận một vị phó đường chủ, lưu cho đối phương, có thể miễn đi không ít phiền toái. Đa tạ. Ngô Sư ôm quyền, thu thi thể vào giới chỉ, lần nữa nhìn về phía thanh niên, tràn đầy cảm kích. Nói thật, nếu không phải vị trước mắt này, căn bản không thể tin được, Điền Thanh phó đường chủ ban đầu cùng dị linh tộc đối chiến, chiến công hiển hách, dĩ nhiên là hoàng giả của Thanh Điền nhất mạch. Người đi về trước đi, dày vò lâu như vậy, ta cũng cần nghỉ ngơi một chút. Trương Huyền không nói thêm lời. Ngô Sư quay người rời đi. Hắn vừa đi, Trương Huyền thu tế đàn vào giới chỉ, đồng thời lấy ra không gian giới chỉ của Thanh Điền Hoàng. Gia hỏa này là hoàng giả của Thanh Điền nhất mạch, tất nhiên có không ít bảo vật. Tinh thần lan tràn vào. Vù vù. Một bộ thư họa xuất hiện ở lòng bàn tay, đúng là họa quyển bát cảnh lúc trước để cho hắn giám định kia. Một lần nữa thu hồi, Trương Huyền tiếp tục nhìn sang. Một lát sau, vẻ mặt mừng rỡ lấy ra mấy hộp ngọc. Nhẹ nhàng mở ra, lập tức cảm thấy một đạo linh khí tinh thuần bay thẳng vào đầu, khiến người ta vui vẻ thoải mái. Tinh nguyên thượng phẩm. 6 cái hộp ngọc, mỗi hộp 5 viên, lại có 30 viên tinh nguyên thượng phẩm. Trương Huyền kích động. Từ trong tay Thanh Nguyên Hoàng đế, cũng chỉ có 17 viên linh thạch, không nghĩ đến Thanh Điền Hoàng này, một hơi lấy ra 30 viên. Có thể nói, so với Thanh Nguyên Hoàng thất, còn muốn giàu có hơn rồi. Đã có 30 viên này, có lẽ có thể nhẹ nhõm đột phá đến thai anh cảnh. Trương Huyền nhẹ nhàng thở ra. Khảo hạch danh sư thất tinh, mục đích là vì kiếm càng nhiều tinh nguyên thượng phẩm nữa, hiện tại linh thạch tới tay, cũng nên tăng lên thực lực rồi. Mặc kệ làm cái gì, thực lực mới là vương đạo. Chỉ có loại thực lực này, mới có tư cách đạt được danh ngạch đi thánh tử điện, mới có cơ hội tấn cấp rất nhanh, mau chóng có được tư cách bàn điều kiện với Trương gia. Thời gian không đợi người. Hắn cũng không muốn trơ mắt nhìn người mình yêu đến thánh nhân Trương gia. Gả cho một thiên tài chó má từ nhỏ liền trang bước tới một mực không có xuất hiện qua. Tìm được linh thạch, không có tiếp tục xem, thân thể Trương Huyền nhoáng một cái, đi vào Thiên Nghĩ Phong Sào. Nơi đây tương đối yên tĩnh, không có người quấy rầy, có thể miễn đi không ít phiền toái. Khoanh chân ngồi xuống, Trương Huyền lăng không chào một cái, 30 viên tinh nguyên thượng phẩm vừa rồi xuất hiện ở trước mắt, tản mát ra linh khí nồng đậm. Bắt đầu đi. Tinh thần khẽ động, linh hồn lần nữa đi vào trước mặt nguyên thai, cũng không có gông cùm xiềng xích như lúc trước, thẳng tắp chui vào. Cùng thời khắc đó, linh khí trong tinh nguyên thượng phẩm lăn lộn đi vào kinh mạch, cấp tốc trùng kích về phía nguyên thai. Thai anh cảnh, là linh hồn cùng nguyên thai hội tụ, phá thai thành anh, các loại công pháp đã sớm chuẩn bị xong, kém chính là linh thạch, hiện tại linh thạch tới tay, cấp tốc vận chuyển, linh khí nồng đậm lập tức trùng kích đến nguyên thai. Ầm ầm, một hồi nổ vang kịch liệt, tinh nguyên thượng phẩm hình thành linh khí, ở trên đầu hắn tạo thành một vòng xoáy, nguyên thai ở dưới trùng kích kịch liệt, đột nhiên vỡ ra một lỗ hổng, ngay sau đó, một bàn tay chậm rãi đưa ra ngoài. Phá cho ta. Biết rõ đến thời khắc mấu chốt, không có ngừng chút nào, Trương Huyền nhướng mày, linh khí tiếp tục trùng kích. Hí, y á. Nguyên thai nổ tung, kèm theo bàn tay duỗi ra, một trẻ mới sinh chậm rãi leo ra. Đây là, thai anh. Chứng kiến thai anh trước mắt, khóe miệng hắn co quắp. Thai anh của người khác, đều giống như trẻ mới sinh, không kém bao nhiêu, tuy hắn cũng là bộ dáng trẻ mới sinh, nhưng thân cao chừng.
10 thước. Trẻ mới sinh cao 10 thước. Đây cũng quá kinh khủng đi. Cái này, nên cần bao nhiêu năng lượng? Lông mi nhảy dựng, trong lòng Trương Huyền toát ra dự cảm bất tường. Thai anh lớn như vậy, nhu cầu năng lượng tất nhiên cũng lớn. Người khác một viên tinh nguyên thượng phẩm, có thể tu luyện toàn bộ thai anh cảnh, thậm chí nguyên thần cảnh. Bản thân cần bao nhiêu? Vội vàng hấp thu linh khí trong tinh nguyên thượng phẩm, tăng lên thực lực. Không biết qua bao lâu, một viên linh thạch cuối cùng vỡ vụn, Trương Huyền chậm rãi mở mắt, tràn đầy bất đắc dĩ. Vừa mới đến thai anh cảnh trung kỳ. Lắc đầu. Chương 2248, chuyển thế thiên phù. 2. Vốn tưởng rằng đạt được 30 viên linh thạch, đủ có khiến bản thân trùng kích đỉnh phong, nằm mơ cũng không nghĩ đến. Chỉ đạt tới thai anh cảnh trung kỳ, liền tiêu hao sạch sẽ. Xem ra, muốn trùng kích đỉnh phong, ít nhất còn cần 50 viên. Xoa xoa mi tâm, Trương Huyền cảm thấy ưu sầu. Tìm một viên tinh nguyên thượng phẩm, cũng cần tiêu phí công phu thật lớn, tìm 50 viên mới chỉ có thể đạt tới thai anh cảnh đỉnh phong. Đi nơi nào tìm nhiều như vậy? Lật hết Thanh Nguyên Thành cũng không có. Mặc dù đối với linh thạch tiêu hao thật lớn, nhưng sức chiến đấu gia tăng cũng cực kỳ kinh khủng. Cho dù 30 viên tinh nguyên thượng phẩm nhanh như vậy liền tiêu hao sạch sẽ, nhưng không thể không nói, thực lực tiến bộ, để cho hắn cực kỳ hài lòng. Lúc trước chiến đấu với Cẩu Đường chủ, không phải là đối thủ, chỉ có thể dựa vào trận pháp kỹ xảo mới có thể chiến thắng, mà bây giờ, coi như Thanh Điền Hoàng đạt tới xuất khiếu cảnh chính thức, cũng có thể chiến một trận. Nói cách khác, đạt tới thai anh cảnh trung kỳ, thực lực dĩ nhiên có thể so với xuất khiếu cảnh sơ kỳ. Loại thực lực này, ở toàn bộ Thanh Nguyên Thành, chỉ sợ cũng đạt đến đỉnh phong nhất. Thời điểm vừa tới Thanh Nguyên Thành, bất quá thánh vực nhất trọng đỉnh phong, nhiều nhất chỉ có thể so sánh với thánh vực tam trọng, gặp được tứ trọng cũng phải né tránh, mà bây giờ, hình đường chủ cũng không phải đối thủ. Thời gian thấm thoát, năm tháng như thoi đưa. Ngẫm lại cũng để người cảm thấy thổn thức. Đã tới Thanh Nguyên Thành 8 ngày rồi. Cảm khái một tiếng. Từ khi đến Thanh Nguyên Thành đến bây giờ, trọn vẹn đi qua 8 ngày. 8 ngày, mới thăng chưa đủ 2 đại cấp bậc, hơn nữa còn là dưới tình huống có thiên đạo công pháp. Nghĩ đến điểm này, Trương Huyền liền vô cùng xấu hổ, tràn đầy thẹn thùng. Nhìn xem tên kia có thể nói cái gì không? Dứt bỏ tâm tình phiền muộn, ngón tay điểm một chút, một phu hồn xuất hiện ở trước mắt. Lúc này Thanh Điền Hoàng bị thiên đạo chân khí ăn mòn, thực lực nhiều nhất chỉ có một nửa, thoạt nhìn ốm yếu, tùy thời có thể tử vong. Bất quá, vừa nhìn thấy Trương Huyền, lập tức lộ ra hận ý đậm đặc. Ta muốn ngươi chết! Gào thét một tiếng, muốn xông lại, còn chưa tới trước mặt, liền chứng kiến một ngón tay nghiền ép tới. Lạch cạch! Dính sát trên mặt đất, không thể động đậy được, vô luận dẫy dụa như thế nào, cũng không có biện pháp. Ngươi! Sao sẽ mạnh như vậy? Đồng tử co rút lại, Thanh Điền Hoàng tràn đầy không thể tin được. Gia hỏa này ở một canh giờ trước, còn xa xa không phải đối thủ, có thể tùy tiện chỉnh đốn, như thế nào nháy mắt đã mạnh như vậy rồi hả? Một ngón tay, liền không cách nào phản kháng. Thực lực gì đây? Thân là dị linh tộc, ngươi là làm sao đi tới nơi này? Tại sao biết ngoan nhân, thành vu hồn sư? Còn nữa, danh sư đường tổng cộng có bao nhiêu người của ngươi? Cẩn thận nói, ta có thể cho ngươi thống khoái, nếu không nên biết ta khủng bố. Chẳng muốn nói nhảm với đối phương, nhíu mày, Trương Huyền thản nhiên nói. Lưu lại tính mạng của đối phương, không có để cho ngoan nhân thôn phệ, chính là muốn biết những sự tình này. Muốn từ trong miệng ta moi tin, nằm mơ, hoàng giả của Thanh Điền nhất mạch ta, cũng không phải hạng người ham sống sợ chết. Ngẩng đầu, Thanh Điền Hoàng nghiến răng, bất quá, nói còn chưa dứt lời. Liền chứng kiến một bàn chân đập tới, dẫm đầu xuống dưới mặt đất. Ngay sau đó chợt nghe một thanh âm lầm bầm lầu bầu vang lên. Ngoan nhân, ngươi chỉ cần nguyên thần tiếp tế, Thanh Điền Hoàng đã chết cũng không sao cả a. Vậy là tốt rồi, ta liền không khách khí. Tiếng nói chấm dứt, chỉ thấy bàn tay của đối phương lăng không chảo một cái, một đoàn chân khí thiêu cháy linh hồn, xuất hiện ở trong lòng bàn tay, đè ép xuống. Ngươi, a. Một hồi đau đớn xé rách thiêu đốt ở trên thân thể, Thanh Điền Hoàng lập tức kêu thảm. Đang muốn cắn răng kiên trì, thà chết chứ không chịu khuất phục, lại chứng kiến đối phương búng ngón tay, từ trong hồn thể của hắn lôi ra một dây nhỏ. Siêu hồn! Đồng tử co rụt lại, sắc mặt của Thanh Điền Hoàng thay đổi. Thân là vu hồn sư, tự nhiên biết rõ, chiêu này của đối phương đúng là siêu hồn, quá trình thống khổ không nói, càng trọng yếu là, một khi hoàn thành,
coi như không hồn phi phách tán, cũng kém không nhiều lắm phải đổi thành ngu ngốc. Ta nói, Thanh Điền Hoàng vội vàng hô lên. Ngại ngùng, đã chậm. Chẳng muốn cùng đối phương nói nhảm, ngón tay dùng sức, Trương Huyền lập tức rút dây nhỏ ra. Vừa rồi đối phương nói, liền chẳng muốn động thủ, nếu như động thủ, liền không muốn nghe rồi. Còn không bằng siêu hồn nhanh hơn, biết rõ cũng toàn diện hơn. Xì 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 xì. Rút ra ký ức từ trong linh hồn của đối phương, tra xét rõ ràng. Một lúc lâu sau, thở ra một hơi, Trương Huyền vuốt vuốt mi tâm. Trải qua siêu hồn, tiền căn hậu quả của cả sự tình, đã biết được toàn bộ. Vị hoàng giả của Thanh Điền nhất mạch này, hơn 2.000 năm trước tiến hành tế tự, trong lúc vô tình câu thông ý thức của ngoan nhân. Ngoan nhân dùng bí pháp, lợi dụng lực lượng hiến tế, truyền tống đến nơi đây, cũng truyền thụ hắn pháp quyết tu luyện vu hồn sư. Biết rõ nhân loại bây giờ, đã không phải ngu muội như lúc trước, có thể tùy ý khi dễ, vì có thể chính thức trưởng khống lực lượng, hắn không dám tùy tiện hành động, nghiêm túc bố cục, làm cho mình đoạt xá trẻ mới sinh, tiến hành trùng sinh. Cái bí pháp này, hết sức phức tạp, hơn nữa sẽ tạo thành thương thế rất nghiêm trọng. Mỗi 10 năm mới có thể sử dụng một lần, trọn vẹn thí nghiệm hơn 120 lần. Lúc này mới thành công sinh ra Điền Thanh. Vất vả bố cục như thế, vì cái gì? Thông qua ký ức của đối phương, coi như rốt cuộc biết. Vì truyền thế thiên phù của Khổng Sư, thần sắc Trương Huyền ngưng trọng. Chương 2249, chiến sư đường bắt đầu trao đổi. 1. Trước lúc Khổng Sư biến mất, lưu lại 6 truyền thế thiên phù, mở ra một cái trấn thủ danh sư đường, còn dư lại 5 cái, không biết đi nơi nào, không người biết được. Truyền thuyết, chỉ cần tập hợp đủ 6 cái, có thể mở ra Khổng Miếu. Đi vào trong đó, tìm kiếm bí tịch hắn lưu lại. Xuân Thu Đại Điển. Nguyên nhân chính là như thế, vài vạn năm, vô số người đều tìm kiếm, đáng tiếc một mực không có tung tích. Hoặc là sớm đã bị người nhận được, nhưng không ai dám lộ ra mà thôi. Dù sao, liên lụy Khổng Sư, coi như là danh sư cũng có thể điên cuồng mất đi lý trí. Thanh Điền Hoàng, đúng là từ trong miệng ngoan nhân biết được tin tức của truyền thế thiên phù, không tiếc tiêu phí vô số giá cả, không ngừng bố cục. Căn cứ trí nhớ của hắn, Khâu Ngô Cung sẽ có chìa khóa tìm kiếm truyền thế thiên phù, nhưng mà giống như không có gì a. Thông qua siêu hồn, hắn biết rõ, đối phương tiêu phí tâm huyết lớn như thế, tìm kiếm Khâu Ngô Cung, cũng không phải không có mục đích, mà là thông qua các loại manh mối biết rõ, nơi đây không chỉ để lại ý niệm của Khổng Sư, còn có chìa khóa tìm kiếm thiên phù. Chỉ cần tìm được, có thể mượn cơ hội tìm kiếm thiên phù, thậm chí có cơ hội tìm được vị trí cụ thể của Khổng Miếu. Khổng Miếu là lúc trước Khổng Sư tự mình lưu lại, che giấu ở trong hư không, vị trí cụ thể, không ai biết được. Chỉ sợ, truyền thuyết đều là giả dối. Trương Huyền lắc đầu. Địa phương khác chưa quen thuộc, Khâu Ngô Cung hắn đã đi vào 2 lần, cũng không có phát hiện chìa khóa gì. Thậm chí đồ vật có quan hệ cũng không có. Như vậy xem ra, tin tức chưa chắc là thật. Đương nhiên, chìa khóa chỉ là phụ trợ, hơn 2.000 năm trước, nghe nói một vị thư họa sư đã từng gặp truyền thế thiên phù. Trên không trung ấn xuống bóng dáng của Khổng Sư. Biết rõ tin tức này, Thanh Điền Hoàng chộp vị thư họa sư kia tới thẩm vấn, đáng tiếc, cái gì cũng không có đạt được. 3 năm trước, trong lúc vô tình tìm được di tích đối phương lưu lại, tìm được bức họa quyển bát cảnh kia, hoài nghi cùng chuyện này có quan hệ, đáng tiếc phía trên bị phong ấn, cái gì cũng nhìn không ra. Nghiên cứu hồi lâu, tìm không thấy phương pháp, đành phải tìm giám bảo sư công hội mục hội trưởng, hợp mưu hợp sức. Sự tình về sau, Trương Huyền đều đã biết. Chẳng lẽ, chỗ ta nhìn thấy kia, là vị trí của truyền thế thiên phù? Nhíu mày, trong lòng Trương Huyền suy đoán. Muốn nói tin tức về Khâu Ngô Cung là giả, nhưng trên bức họa kia, hắn là tận mắt thấy Khổng Sư hư ảnh, chắc có lẽ không sai. Quay đầu lại sẽ điều tra thêm, tìm được sơn mạch kia, sau đó. Đi tới tìm xem. Trong lòng thầm nghĩ. Xem hết toàn bộ những thứ này. Trương Huyền cũng nhìn thấy danh sách gian tế trong danh sư đường. Chừng hơn 100, phân tán ở toàn bộ Thanh Nguyên đế quốc. Tuổi thọ của dị linh tộc dài lâu, vượt xa cường giả thánh vực 1.000 tuổi, vì vậy thật muốn bố trí mà nói, còn là rất dễ dàng. Coi như danh sư ý chí kiên định, tràn ngập tín ngưỡng, nhưng có không ít người, không chịu nổi viên đạn bọc đường ăn mòn, cuối cùng biến thành khôi lỗi đối phương có thể khống chế. Tất cả tên tuổi sao chép một phần. Thông qua ngọc bài đưa tin truyền ra ngoài, lúc này Trương Huyền mới nhẹ nhàng thở ra. Đã có mấy thứ này, Ngô Sư sẽ miễn không ít phiền toái,
thậm chí có thể trực tiếp bắt rồi. Ngoan nhân, giao cho ngươi. Tin tức muốn biết toàn bộ biết được, Trương Huyền chẳng muốn tiếp tục, nhẹ nhàng run lên, ném vu hồn của Thanh Điền Hoàng cho ngoan nhân. Ở lãnh thổ nhân loại sinh sống 2000 năm, vị dĩ linh tộc này, không biết hại chết bao nhiêu danh sư, chỉ là thôn phệ, coi như tiện nghi hắn. Đa tạ chủ nhân. Ngoan nhân tràn đầy hưng phấn. Đứng dậy, Trương Huyền duỗi lưng một cái, đang nghĩ làm sao kiếm lấy tinh nguyên thượng phẩm, đột nhiên khóe miệng co lại, nhớ tới một sự kiện. Đáp ứng hình đường chủ giúp hắn huấn luyện chiến sư, giống như ba ngày sau, người ba đại chiến sư đường khác sẽ tới khiêu chiến A. Huấn luyện chiến sư, an bài xong kế hoạch huấn luyện. Liền tới danh sư đường, kết quả, một chậm trễ chính là 4 ngày. Dựa theo thời gian suy tính, người chiến sư đường của đế quốc khác đã tới, gây chuyện không tốt trao đổi cũng bắt đầu rồi. Trở về nhìn xem. Rời thiên nghĩ phong xào, lúc này mới phát hiện mặt trời lên cao, thuộc về giữa trưa ngày thứ tư. Lúc trước hình đường chủ đã nói, nếu như huấn luyện tốt, sẽ phân cho mình một nửa ban thưởng. Cũng không biết kết quả thế nào. Bản thân không có đi xem, không biết đám người kia có nghiêm túc dựa theo kế hoạch luyện tập hay không, vạn nhất thua. Không phải tổn thất 50 viên tinh nguyên thượng phẩm sao? Ngẫm lại cũng cảm thấy thịt đau. Vù vù. Trong lòng sốt ruột, vội vàng bay về phía chiến sư đường. Chiến sư đường, phòng luyện võ. Vô số chiến sư vây quanh ở bốn phía, nhìn xem mấy cái đài cao ở chính giữa. Trên khán đài phía trước nhất, bốn lão giả ngồi ngay ngắn, một cái trong đó đúng là hình đường chủ. Hình đường chủ, ta nghe nói chiến sư của ngươi đều gia nhập Huyền Huyền hội rồi hả? Cái này tựa hồ là tổ chức của đế quốc nhất đẳng A. Giao lưu hội còn chưa bắt đầu, ba vị lão giả đồng loạt nhìn về phía hình đường chủ, từng cái nhăn mày. Ngày hôm qua bọn hắn tới, chợt nghe nói đường đường sức chiến đấu mạnh nhất trong danh sư, đại bộ phận đều gia nhập một tổ chức danh sư ở đế quốc nhất đẳng. Tất cả mọi người đều bối rối. Tuy chiến sư đường của Thanh Nguyên đế quốc luôn luôn kế cuối, rất là sa đọa, nhưng cũng không nên sa đọa đến tình trạng như thế A. Khuất phục một đám danh sư bình thường. Chương 2250, chiến sư đường bắt đầu trao đổi. 2. Quả thực mất hết mặt mũi của chiến sư. Phải. Hình đường chủ gật đầu. Trên vạn người của Huyền Huyền hội đều ở chiến sư đường, coi như muốn giấu giếm cũng giấu giếm không được. Không phải ta nói ngươi, chiến sư, lại có thể gia nhập tổ chức của đế quốc nhất đẳng, ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ đã quên tôn nghiêm cùng thân phận của chiến sư? Bên cạnh một vị lão giả tròm râu dê khẽ nói, khí tức khinh người. Chiến sư đường đường chủ của Sùng Viễn đế quốc, Triệu Nghị. Không phải như chư vị nghĩ, mặc dù Huyền Huyền hội chỉ là tổ chức đệ tử của đế quốc nhất đẳng, nhưng bọn hắn lý giải chiến đấu, so với chiến sư đường chúng ta cao hơn quá nhiều, Khổng sư từng nói qua, chọn ưu mà học, không tính mạnh yếu. Hình đường chủ giải thích. Được rồi, nói với chúng ta những thứ vô dụng này làm gì? Danh ngạch đi tiềm trùng phong hào đế quốc có hạn, chúng ta tự nhiên hy vọng các ngươi càng yếu càng tốt. Cắt đứt lời của hắn, một lão giả nói. Chiến sư đường đường chủ của Hạo Hải đế quốc, Lưu Tần Sơn. Chiến sư đường của Thanh Nguyên đế quốc, đắm mình không sao cả, nhưng chớ chọc tổng bộ tức giận, thủ tiêu bọn ngươi. Đến lúc đó, thân là đường chủ, liền thẹn với liệt tổ liệt tông rồi. Vị lão giả thứ ba cũng lắc đầu. Thiên Vân đế quốc, Ngụy Thiên Thư. Trong bát đại phong hào đế quốc, tứ đại đế quốc hơi yếu, theo thứ tự là Sùng Viễn, Thiên Vân, Hạo Hải cùng Thanh Nguyên. Vốn Thanh Nguyên xếp hạng thứ ba, đáng tiếc 20 năm trước dị linh tộc hạo kiếp, tổn thất quá lớn, đến bây giờ cũng không có khôi phục nguyên khí, vô luận quốc lực, hay thực lực của danh sư đường, chiến sư đường, đều chỉ có thể xếp đến cuối cùng. Làm phiền ba vị phí tâm, Thanh Nguyên phân bộ chúng ta, cho dù còn không có triệt để khôi phục, nhưng bây giờ cũng có tiến bộ thật lớn. Không giống trước kia. Thấy ba vị đường chủ xem thường, hình đường chủ nhíu mày, đang muốn giải thích, chợt nghe sau lưng tiếng hoan hô vang lên, tuyển thủ tiến hành so tài đã đi vào sân bãi. Đúng là không giống. Triệu Nghị đường chủ cười nhạo. Hình đường chủ, đây là quân đoàn khất cái của ngươi sao? Ngươi xác định để cho bọn họ cùng tinh anh của ba đại danh sư đường chúng ta chiến đấu. Ngụy Thiên Thư cũng sững sờ, nhăn mày lại. Quân đoàn khất cái. Hình đường chủ khó hiểu, nhìn về phía trước, khóe miệng cũng co lại. Chỉ thấy Thạch Hạo như trước mặc quần áo tẩy bồn cầu, trong tay còn cầm một cây chổi lông gà, Tiêu Đàm cầm vị đập ruồi, Tiêu Tần cầm lồng chim, Đồng Thụy mãn đầu đầy u bướu.
hiển nhiên như một đám ăn mày. Lưu điện chủ, cái này, là xảy ra chuyện gì? Vội vàng quay đầu. Đường chủ, Trương Sư Lưu lại huấn luyện thật sự nhiều lắm. Bọn hắn không hoàn thành, lại muốn so đấu, đành phải trực tiếp lên đài. Lưu điện chủ vội vàng giải thích. Trương Sư Lưu lại kế hoạch huấn luyện, rậm rạp chằng chịt, ba ngày căn bản làm không được, mấy người này cũng không biết chúng ta hay bị tẩy não, luyện tới, vậy mà không dừng lại được. Chiến sư tham gia trao đổi của chiến sư đường, từng cái bộ dạng như thế này, ngẫm lại cũng làm người phiền muộn. Nghe xong giải thích, hình đường chủ mặt như mướp đắng. Sớm biết bộ dạng như vậy, cũng không tìm Trương sư huấn luyện, cái này tốt rồi, chiến sư đường mất mặt không nói, gây chuyện không tốt, còn sẽ bị những người khác cười nhạo không biết bao nhiêu năm. Chùi bồn cầu, đập ruồi, bắt chim, nhảy cây. Trương sư huấn luyện đến cùng muốn làm gì, thật đáng tin cậy sao? Sùng viễn đế quốc chiến sư đường, Lăng Hiên, thánh vực nhị trọng trung kỳ, khiêu chiến bằng hữu của thanh nguyên đế quốc, không biết là vị nào đi lên chiến một trận. Đang không biết làm sao, chợt nghe phía trước có tiếng hét lớn, một vị chiến sư của sùng viễn phong hào đế quốc nhảy lên đài tỉ thí, ánh mắt sáng ngời nhìn lại. Ngay từ đầu liền khiêu chiến thanh nguyên đế quốc, đây là tính toán ra oai phủ đầu cho chúng ta sao? Hình đường chủ siết chặt nắm đấm. Vốn chương trình giao lưu hội so đấu. Các đại đế quốc đối kháng cũng có trình tự, người kia vừa lên đài liền khiêu chiến thanh nguyên đế quốc, rõ ràng cho thấy muốn ra oai phủ đầu cho nhóm người mình. Mà thân là chủ nhà, lại không thể không nghênh chiến. Là ta, Tiêu Đàm nhảy lên đài cao. Tiêu Đàm là thiên tài của võ kỹ điện, thực lực đạt đến thánh vực nhị trọng trung kỳ, so đấu cấp bậc này, đúng là hắn tham gia. Ngươi, thấy hắn một thân quần áo lao động, trong tay còn cầm vị đập ruồi, Lăng Hiên cười lạnh. Vậy thì động thủ đi, để cho ta tới lĩnh giáo thoáng một phát, cao chiêu của chiến sư thanh nguyên đế quốc. Dầm ào ào. Nói xong trên người sinh ra khí thế, lòng bàn tay cuồn cuộn, tựa như có lôi đỉnh giấu kín trong đó. Đây là bôn lôi trưởng nổi danh nhất của sùng viễn đế quốc A. Nghe nói chiêu này thi triển ra, tựa như bôn lôi, tốc độ cực nhanh, đồng cấp căn bản không ai có thể ngăn cản. Đúng vậy, rất khó tu luyện, khốn trụ không biết bao nhiêu thiên tài. Lăng Hiên này có thể luyện thành, hơn nữa xuất trưởng phong lôi, lực lớn vô cùng, chỉ sợ. Đã đạt đến cảnh giới đại thành. Đâu chỉ đại thành, nghe nói đạt tới viên mãn như ý rồi. Lăng Hiên này là nhân vật thiên tài nhất của võ kỹ điện sùng viễn đế quốc, lĩnh ngộ võ kỹ đánh vỡ ghi chép, chưa đủ 30, liền tu luyện 34 loại võ kỹ. Lợi hại như vậy. Dưới đài nghị luận. Không để ý tới mọi người nghị luận, Tiêu Đàm tiến lên. Trong tay như trước cầm lấy vị đập ruồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 2250.